Vậy hôm qua nóng, Ba tuần sau lại là chuyện nóng. Mấy trăm đâu rồi? Hả? Mấy đâu? Mấy trăm đang sạc chưa? Lấy đi. Còn máy trên nhà mà. Còn mấy máy nữa mà, hôm nay con bé nó gọi. Máy trên nhà chị? Ở đó đó. Cái đó là tài nó cả. Ừ, về sáng sớm phải uống nước đá là biết rồi. Lo làm đá đi, mày mày cứ khai làm đá đi. Vã quá rồi. À, sườn xám là sườn xám thì nói chung em đang ủi. Đang ủi chị tối nay em like. Em đang ủi kiện mới sườn xám nha, tối nay em lên like nha. May là tối qua tao không hết hồi lên lên đây mà em giọng nữa không. Rồi, chào chị Duy Nguyễn này, chào chị Đầm Am nhá. Giờ em chào mọi người nào, hôm nay em tiếp tục xả đầm ngộ giá cực sốc cạn cực yêu thương nha mọi người. Rồi, chấm mai tương tác lên cho em đi nào mọi người. À, chưa chốt hả? Có nhân viên điện bà hàng bảo đi rồi chị nè. Em yêu chúc em ngày càng xinh đẹp quyến rũ hơn và nhờ tới anh nhé. Ủa, Chiên Dương là? Ủa, Chiên Dương là ai? Là anh. Chiên Dương em có quen anh đâu. Rồi, chấm mai cho em đây nào mọi người ơi. Chấm mai chia sẻ bài cho em này. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân nhé. Hai lần lên trang cá nhân này. Chiên Dương có quen gì không à? Rồi, chấm bài tương tác lên cho em nha mọi người. Chị nào đang coi like của em thì cho em một nút chấm này, chấm và chia sẻ bài cho em nhá. Rồi, để đâu like em sẽ tặng 0 đồng cái đầm đầm này em đang mệt nha mọi người nhá. Rồi, chấm bài tương tác lên cho em đây nào các chị ơi. Chia sẻ lên cho em hai lần lên cho em cá nhân nhá. Hai lần lên cho em cá nhân và hai lần trong nhóm hội cho em này. Rồi, để em tặng 0 đồng mọi người ơi. Tối mấy giờ? Dạ, tối nay là 7 giờ, hẹn các chị 7 giờ 10 nha. Em sẽ lên kiện sườn xám, nói chung là cũng nhiều, rất là nhiều siêu phẩm luôn. Em đang ủi chưa có xong nha. Rồi bây giờ chị gái nào đang xem like thì cho em một nút chấm lên, chấm lên tương tác lại tay cho em này. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân nha. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những buổi này. Rồi để đâu like em sẽ tặng 0 đồng cái đầm em đang mặc mọi người nhá. Rồi cảm ơn chị Văn Tuyết là người chia sẻ này. Rồi chào chị Văn Tuyết nhá. Rồi em chào mọi người này. Dương là ai chả biết cô. Rồi tương tác mạnh tay cho em đi nào mọi người ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Có pin không ạ? Có pin không? Rồi chấm mai cho em đi nào các chị ơi. Chị nào thấy em không nè. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nhá. Chấm và chia sẻ cho em này. Cái gì? Mùng 8 tháng 3 anh ta thao cửa đổ sáng nay. Sáng nay tự nhiên. Rồi chào chị Phương Uyên này hả? Rồi chấm mai tương tác lên cho em đây nào mọi người ơi. Chị nào có thấy em không nè. Chấm mai tương tác mạnh tay cho em nha mọi người nhá. Hôm nay là ngày gì ta? Hôm nay là ngày 8 tháng 3 đúng không? Hôm nay là ngày 8 tháng 3 các chị ơi. Chấm mai cho em đây này. Hôm nay xả sập sàn luôn nha. Rồi chấm mai và chia sẻ bài cho em đây nào mọi người ơi. Mùa này rồi các chị mùa này rồi các chị mua mấy cái đầm như này mặc để mặc, nói chung là mặc ngủ nha các chị ơi, mặc ngủ mặc ở nhà. Trời ơi cực kỳ mát luôn nha mọi người ha.
Rồi bây giờ em sẽ like lên này, tặng 0 đồng comment cho em mã 0 đồng và kèm luôn số cho em nhá. Lên cho em mã 0 đồng, 0 đồng và kèm điện thoại luôn cho em này. Dành cho chị nào từ 50 tới 60 kg mặc vừa cho em ha. 50 tới 60 kg là mặc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment cho em mã 0 đồng và kèm luôn số cho em, áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài nha. Lên cho em mã 0 đồng, 0 đồng và kèm luôn số cho chị con cá này. Lên cho em mã 0 đồng nha, 0 đồng và kèm điện thoại luôn cho em này. Em sẽ tặng 0 đồng cho chị nào là người chia sẻ bài mọi người nha. Lên cho em mã 0 đồng và kèm điện thoại luôn cho em, là siêu đẹp nha mọi người. 50 tới 60 kg mặc vừa luôn cho em ạ. 50 60 kg mặc vừa. 0 đồng lên cho em mã 0 đồng và kèm luôn số các cháu. Lên cho em mã 0 đồng nhá. 0 đồng và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Thì nào lấy comment cho em mã 0 đồng, 0 đồng và kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Mọi người ơi, mọi người có thấy em không nè? Thấy em thì cho em một nút chấm với nhá. Thấy em thì cho em một nút chấm này. Hôm nay xả nói chung là giá sẽ từ 10k đổ lên các chị yêu này. Có cả quần lẻ, áo lẻ em sẽ xả. Giá chỉ từ 10k thôi nhá. Rồi mã 0 đồng chị Vân Tuyết, 0 đồng chị Vân Tuyết sáng chốt đủ đơn cho em này. Rồi 40 tới 52 kg mặc vừa cho em này. Rồi 40 tới 52 kg mặc vừa, 40 tới 52 kg mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em mã A05 29.000 mọi người. A05 29k kèm điện thoại cho em mã A05 này. 29k A05 kèm điện thoại nha mọi người ơi. A05 29.000, A05 29k kèm số cho em ạ. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã A05 mọi người. 29k A05 kèm số cho em mã A05 29k cho em này. Rồi lên cho em mã A05 này, 29k kèm số điện thoại luôn cho em mã A05. 29k A05 kèm điện thoại luôn cho em này. 205 29k kèm điện thoại luôn cho em ạ. A05 29k nha mọi người. Chào mai cho em này, A05 chị Vân Tuyết này, A05 chị Vân Tuyết nha. 40 tới 52 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 52 kg mắc vừa nha. 40 52 kg mắc vừa A76. 40 tới 52 kg mắc vừa A76 cho em, chốt cho em A76 đấy. Rồi 40 tới 52 kg mắc vừa A76 cho em, chốt cho em A76 này. 29k luôn A76. 29k A76. 29k A76 cho em. 29k A76. 29k A76. Dạ có nha chị Linh Võ này. 50 60 kg mắc vừa. Rồi 50 tới 60 kg mắc vừa. A107 29k A107 cho em. Rồi 29k A107 nha mọi người, 29k A107. 29k A107 cho em. 29.000 A107 kèm điện thoại cho em ạ. 29k A107. Rồi, em lên một cái chị một con màu hồng này, chấm mai lên cho em đi nào mọi người. Hơn 80 mấy chị đang xem cho em một cái chấm với nhá. Rồi lên cho chị một con màu hồng. 40 tới 50 kg mắc vừa, cái này không giãn được nhá. 40 50 kg mắc vừa. Lên cho em mã A10 29k A10. A10 29k mọi người. A10 29.000 cho em. 29k A10 này. 29k A10 cho em ạ. 29k A10 này. 29k A10 cho em ạ. Rồi lên cho chị quần lẻ nhá, quần lẻ dài cho em này. 40 tới 55 kg mắc vừa cho em này, quần lẻ dài cho em nhá. Cảm ơn chị Phúc Tâm. 40 tới 55 kg mắc vừa cho em này. Rồi, với cái quần lẻ như này em xả cho các chị 10k. 10k quần này lên cho em mã A96 ạ. Rồi 10k cho em mã A96 nha các chị ơi, 55 kg quay đầu mặc vừa. 10k lên cho em mã A96 này. A96 10k nha mọi người, A96 10k. 40 55 kg mắc vừa, 10k A96 cho em ạ. Rồi 10k A96 mọi người. 10k A96 cho em. 10k A96. 10k A96. Tím không có đâu chị Vân Tuyết ơi, tại vì cái này là cuối kiện rồi này. Cuối kiện rồi không có màu tím nhá. 40 tới 52 kg mắc vừa. 40 tới 52 kg mắc vừa nha. 52 kg quay là mặc vừa lên cho em A88, chốt cho em A88 này. Chấm mai lên cho em đi nào mọi người. A88 con này lên cho em A88 nhá. 40 tới 52 52 kg mắc vừa. A88 kèm điện thoại cho em A88. Chốt cho em A88 này. A88 kèm số cho em mọi người, chốt cho em A88 nhá. Rồi chấm mai lên cho em đi nào mọi người ơi.
Rồi chị nào từ 45 tới 58 ký mắc vừa luôn. 45 tới 58 ký mắc vừa. Chị nào lấy quần này lên cho em A137. 10k A137 quần này nha mọi người, 10k A137 cho em. 10k A137 này, 10k A137. 10k A137 hơn 100 chị đang xem cho em một cái chấm này. A137 10k. 10k A137 cho em, 10k A137. Rồi lên một con màu xanh này. 40 tới 52 ký mặc vừa màu xanh ngọc cho em. 52 ký qua được mặc vừa A20, chốt cho em A20. 29.000 lên cho em A20 này, 52 ký qua được mặc vừa. A20 29k A20. 29k A20. 29k A20. Rồi áo lẻ là mọi người xả các chị 10.000 luôn. 10.000 chốt cho em áo. 10k mà áo cho em 55 ký quay đầu mặc vừa, 10k mà áo cho em. 10k cho em áo 55 ký quay đầu mặc vừa, 10k lên cho em mặc áo ạ. Áo 10.000 nha mọi người, áo 10.000. Em có đọc giá nha chị ơi, em có đọc giá này. Rồi xả cho chị 10k luôn này. Từ 50 tới 55 ký mặc vừa, 50 55 ký mặc vừa. À, cái này là áo kiểu dạng áo ren cho em này, 50 55 ký mặc vừa nha. Rồi 10k lên cho em mặc ren, 10k cho em mặc ren. 10k lên cho em mã ren, ren 10.000, ren 10.000 cho em ạ. Mã ren 10k lên cho em mã ren, mã ren 10k. Mã ren 10k tiền điện thoại cho em mã ren. 10k lên cho em mã ren. Rồi con này sẽ chung cho em này, dạng dung này. Em còn mã ren 10k, chị nào lấy comment cho em mã ren. Rồi 40 tới 52 ký mắc vừa cho em ạ, 40 52 ký mắc vừa ha. Chị nào lấy dung này chốt cho em ạ, dung và kiếm luôn số cho em ạ. 29k lên cho em ạ, dung dung 29k cho em này. Ôi chắn mày tướng thác cho em với nè mọi người ơi. Mọi người chị nào có thấy em không này? Thấy em thì cho em một nút chấm với này. Trời ơi từ 100 chị còn có 60 người là sao? Rồi lên cho em ạ, dung nha, 29k lên cho em ạ, dung này, dung 29.000 cho em ạ. 29k lên cho em ạ, dung nha mọi người, dung 29k, dung 29 ạ. Dung 29 nhá, dung 29 này. Rồi lên cho chị một con màu, màu này là màu tím nhạt cho em này. Chị nào cỡ tầm từ 45 tới 55 ký mắc vừa ha. 45 tới 55 ký mắc vừa. Chị gái nào lấy con này chốt cho em mã A66. Chị gái nào lấy con này chốt cho em mã A66 nhá. Rồi từ 45 tới 55 ký mắc vừa A66. Rồi dung cho chị Vũ Hằng này, dung cho chị Vũ Hằng. Ràng chốt đủ đơn cho em chị Vũ Hằng nhá. Dung 29k chị Vũ Hằng này. Dung 29 chị Vũ Hằng nhá. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa, cái này dạng ngắn cho em. 50 tới 55 ký mắc vừa. Lên trên A215, 50 55 ký mắc vừa A215. 50 tới 55 ký mắc vừa A215, 29k A215. 29k A215. 29k A215. 29k A215. Rồi 55 ký quay đầu mặc vừa cho em một con màu đen 55 ký mặc vừa. 55 ký quay đầu mặc vừa 29k luôn mọi người này. 29k A02. 29k A02 kèm số cho em ạ, 29k A02. 40 tới 55 ký mặc vừa. A02 cho em ạ, 40 55 ký mặc vừa A02. 40 55 ký mặc vừa A02. Chốt cho em A02. 40 55 ký mặc vừa A02. A02. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa áo này nha mọi người. 50 tới 55 ký mắc vừa. Chị nào lấy áo này comment cho em A220, 10k A220. Rồi 10k A220 này. Mọi người ơi, mọi người có thấy em không này? A220 10k A220. 10k chốt cho em A220 này. A220 10k. A220 10k. 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 55 ký mắc vừa lên cho em A248, chốt cho em A248. Rồi lên cho em A248 mọi người, chốt cho em A248 10k A248. Ô các chị không thích đồng ngủ ha mọi người ơi, không thích đồng ngủ nữa à hay sao? A248.
Mọi người giờ các chị nào còn thấy em nữa không này? Còn thấy em thì cho em một nút chấm đi nào mọi người ơi. Rồi 50, 57 ký mắc vừa không? Cái này cỡ tầm 45, 45 tới 55 ký mắc đẹp. A02 Trinh Nguyễn. A02 Trinh Nguyễn. Chốt đủ đơn cho chị Trinh Nguyễn này. Tại vì cô đơn có 10.000 nhá, nên là chốt đủ đơn ạ. Rồi một con còn nguyên tang mệt như này nha mọi người. Từ 40 tới 45, 45 tới 55 ký mắc vừa. Rồi 45 tới 55 ký mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em A. A72 chốt cho em A72. 40, 55 ký mắc vừa. 40 tới 55 ký mắc vừa A72. Cái này có mút luôn cho em này A72 nha mọi người. Cho em A72 cực kỳ xinh luôn. Có nguyên tang mạc 29.000 thôi ạ. 29k A72. 29k A72 cho em ạ. Rồi 29k A72 20 còn không? 29k lên cho em A72. A72 đơn không cần biết là bao nhiêu cái chị ơi, đơn cứ 80k đổ lên là em xếp hàng nhá. Đơn cứ 80.000 là đổ, cứ 80.000 đổ lên là em xếp hàng được. Rồi lên cho chị váy lẻ này. Váy lẻ cho em. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 tới 55 ký mắc vừa A108. A72 hồng sen. A72 hồng sen. Rồi 10k lên cho em A108 cho em lại số nhì hồng sen này. A108 nhá, cho em A108. A108 này. 10k A108. 10k A108. Gọi là hàng đã đi rồi. 50 55 ký mắc vừa, 10k lên cho em A12. 10k A12 cho em ạ, 10k A12. 10k A12. 10k lên cho em A12. A12 10.000. Chán bài lên đây nào mọi người. Rồi chị yêu nào từ 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 tới 55 ký mắc vừa trên này. Rồi yêu chị nào khởi tâm. Chị nào khởi tâm từ 40 này, 40 tới 55 ký mắc vừa nhá. 40 tới 55 ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy con này chốt cho em A68 đấy. A68 29k A68 cho em ạ. A68 29k kèm điện thoại cho em A68 đấy. Rồi 29k A68. 29k A68 đấy, cho đủ đơn nha mọi người. 29k A68 cho em. 29.000 A68 đấy. 29k A68. A68 cho em 29.000 nha. 29.000 A68. Rồi lấy cho chị một con một đen 40 tới 52 ký mắc vừa. 40 tới 52 ký mắc đẹp cho em ạ. Chị nào lấy hút liền nhá. A102 29k A102. A102 29.000 này. A102 29k kèm số cho em ạ. A102 29.000 cho em. A102 29k A102 ạ. 29k A102 kèm số cho em ạ. 29k A102. A68 Trinh Nguyễn chốt hàng lên số cho em này. 40 50 ký mắc vừa. Rồi ok chị A68 chị Trinh Nguyễn dồn đơn. Rồi A91. A91 này. 50 ký quay đầu mặt vừa A91. 29k. 29k A91 cho em ạ. 29k A91 ạ. Rồi A72. A72 hả? A72 hết lâu rồi mà. Có phải A72 hết rồi. Rồi nguyên bộ này, nguyên bộ nâu. Cái này size to cho em này. Dành cho chị nào từ 50 tới 60 ký mắc vừa. 50 tới 60 ký mắc vừa chị nào lấy bộ này nhá. Lên cho em mã bộ này. Chị nào lấy comment cho em mã bộ nhá. Chốt rồi chị Hồng Sen ơi. Rồi lên cho em mã bộ nha mọi người. Chốt cho em mã bộ này. Mã bộ nhá. Xả các chị 29.000 luôn. 29k lên cho em mã bộ này.
Đây 9k bộ cho em ạ. Bộ 29.000 nha. Bộ 29. Bộ 29 á. Bộ 29 nhá. Rồi chị nào 50-55kg mặc vừa hả? 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa cho em ạ. A36. 50-55kg mặc vừa A36 cho em. 50-55kg mặc vừa A36 này 29.000 nhá. Cho 29k A36 cho em ạ. 29k A36 này 29k A36. Mã bộ hồng sen. Mã bộ hồng sen A36 cho em ạ. 29k A36 này. Hồng mọi người dáng chốt đủ đơn cho em nhá. A36. Hồng sen dáng chốt thêm một con nữa em gửi hàng này. A36. Rồi. Con này size to hơn xíu đấy. Từ 50-55kg mặc vừa cho em này. Cái này nó bị lỗi rồi. Cái này bị lỗi rồi nha. Cái nào mà bị lỗi mà em phát hiện ra thì em bỏ liền này. 29 hả? 29 giao vương chút hàng lên số cho em ạ. 39 á. Chắc có rồi. 29 không có chị ơi. 36 cho hồng sen. 29 làm gì có đúng không? 29 làm gì có này. Cho con này dành cho chị nào từ 40-55kg mặc vừa. Lên cho em ạ. Tím 10k. Tím 10k. Tím 10k mọi người. Cho em ạ. Tím 10k. Tím 10.000. Tím 10.000. Rồi dành cho chị nào từ 50. 50 tới 55kg mặc vừa cho em này. 50-55kg mặc vừa nha. 50-55kg mặc vừa. A236 nha mọi người. Cho em ạ. A236 này. 29k A236 cho em ạ. 29k A236 nha mọi người. 29k A236. 29k A236 này. 50 tới 55kg mặc vừa. A236 29k cho em. 29k A236 ạ. A236 236. 29k A236. 236 chị Vũ hàng dồn đơn. Rồi chị nào từ 40 tới 55kg mắc vừa. Rồi 40 tới 55kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A120. Lên A120 kèm điện thoại cho em. A120. A120 kèm số cho em ạ. A120 này. A120 kèm số điện thoại cho em. A120. 40-55kg mắc vừa. A120. Cho em ạ. A120. 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 Rồi, áo lẻ này, xả cho chị 10k cho che mặt đen. Từ 40 tới 55kg mặc vừa. 10k lên che mặt đen, đen 10.000 cho em này, mặt đen 10k. 10k lên che mặt đen, đen 10.000. Rồi con này dành cho chị nào từ 45-55kg mắc vừa. 45-55kg mắc vừa 29k A48. 29k A48 giá chỉ có 29k đổ lại thôi chị ơi. 10k 29k nhá. Váy là 29k, còn quần lẻ áo lẻ là 10k. Rồi con này lên cho em A48. A48 mọi người. 29k A48. 29k A48 cho em. Rồi áo 10k này mọi người chốt cho em ạ. A150 lên trên A150. 40-55kg mắc vừa A150. 10k A150. 10k A150. 10k A150. 10k A150. 10k A150. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 52kg mắc vừa cho em ạ. 40 tới 52kg mắc vừa nha. 40 52kg mắc vừa A83. Rồi A48 này. A48 này là gì? A150 Thủy Vũ ạ. A48 Nguyễn Râu.
Rồi con này lên cho em A83 chốt đủ đơn nhé chị Thùy Vi, thì Thù Vũ. Lên cho em A48 52 kg quay đầu mặc vừa. Rồi 52 kg quay đầu mặc vừa, A83 chốt cho em A83. Lên cho em A83 siêu đẹp. Con này có đính kim sa A83 cho em ạ. Chốt cho em A83 mọi người, lên cho em A83. 40 52 kg mặc vừa. 40 52 kg mặc vừa A83. A83. Rồi con này dành cho chị nào từ 50-60 kg mặc vừa cho em ạ. 50-60 kg mặc vừa. 50-60 kg mặc vừa. 10.000 A246. 10.000 A246 cho em. 10.000 A246 này. 10k A246 cho em ạ. A246 10k dành cho chị nào từ 50-60 kg mặc vừa. A83 Trinh Nguyễn dồn đơn. Rồi con này lên cho em A246 này, 10k A246 cho em. 10k A246 nhé mọi người. 10k A246 cho em ạ. 10k A246. A83 em hết rồi. A83 em hết rồi. Rồi xả nốt, xả luôn hết cho các chị này. 10k lên cho em này. Từ 40 tới 55 kg mặc vừa, 10k A139. 10k A139 cho em. 10k A139 đấy. 10k A139 nhé. 10k A139 á. 10k A139. Rồi lên cho chị một con chân váy ren này. Một con chân váy ren dành cho chị nào từ 40-55 kg mắc vừa. 40-55 kg mắc vừa. 10k A54. 10k A54 chị nào mà có áo ở nhà rồi kết hợp mấy cái váy như này hoặc lấy quần lẻ đẹp nhá. 139 Thúy Vũ. Rồi lên cho em A54, con này là kiểu dạng phối ren cho em này. 10k. 10k này 246 hàng Nghiêm Thị. Lên cho em A54 10k A54. Chị nào mà có cái 10k 10k, các chị ráng chốt cho em đủ đơn. Nếu mà các chị chọn cái hàng này lẻ, các chị ráng chốt cho em từ 8 cái đổ lên nhá, là em xếp hàng mà 80k đổ lên là em xếp hàng. Rồi chấm mai lên đi nào mọi người. Rồi lên cho chị một con váy hồng này, siêu đẹp luôn cho em. Dành cho chị nào từ 40-55 kg mặc vừa cho em ạ. 40-55 kg mặc vừa nhá. 40-55 kg mắc vừa, tại vì cái phần này nó giãn được, cái chị nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà giãn được nhá, cái phần trên giãn được nè. Lên cho em ạ, hồng 29k, hồng 29 A54 Hà Nghiêm Thị, hồng nha mọi người, hồng kèm điện thoại cho em ạ, hồng 29. Rồi váy nữa này, từ 45-55 kg mắc vừa, lên cho em ạ, tặng, chốt cho em ạ, tặng, chốt cho em ạ, tặng nhá, mã tặng và kèm mua số cho em ạ, tặng, mã tặng. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn cho em này mọi người này. Cái này dễ kiểu dạng zoom cho em nhá. Kiểu dạng zoom này mọi người này. Có váy ngủ dây luôn chị ơi, có váy ngủ dây luôn, đợi em xíu này. Con này còn nguyên tang mạc luôn cho em, xả đồng giá cho các chị 29k luôn con này nhá. Con này kiểu dạng zoom này, chị nào thích cái kiểu dạng mà dạng mặc để kiểu cái gì ta, để định hình cái vòng eo hoặc là định hình body nhá. Cho mã tặng cho Hồng Sen. Rồi con này lên cho em mã gì đấy, mã dung đi, mã dung nha mọi người, cho em mã dung. Lên cho em mã dung 29k luôn, 52 kg quay đầu. Lên cho em mã dung, con đó còn nguyên con mẹ luôn. Lên cho em mã dung. Dung 29 á. Dung 29. Rồi cái này dành cho chị nào tầm 50-57 kg mắc vừa cho em này. Rồi 50-57 kg mắc vừa nha. 50-57 kg mắc vừa A94. 50-57 kg mắc vừa A94. 50-57 kg mắc vừa A94. Kèm điện thoại cho em ạ, 29k A94. 29k A94 ạ. Rồi áo này dành cho chị nào từ 45-53 kg mắc vừa. 45-53 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment cho em A65. 10k A65 kèm điện thoại cho em ạ, 10k A65 này. 10k A65 nhé, 10k A65. Rồi đầm dây này, đầm dây cho em này. Tại vì con này nó bị lắm rồi ấy, nên là em xả cho các chị 10k luôn. Mã dung cho chị Nguyễn Râu. Con này em xả cho các chị 10k luôn. Lên cho em ạ, lắm cho chị lắm ngay phía trước à, ngay phía trước này. Chị làm xíu thôi nhá. Lên cho em ạ, lắm 10k. A65 chị Hồng Sen, A94 dồn đơn chị Hà Nghiêm Thị. 65 Hồng Sen, 94 Hà Nghiêm Thị.
Rồi con này lên trên mảng lắm xả 10k, 60 kg qua đầu, lắm 10k. 10k lên trên mảng lắm á, lắm 10.000. Rồi lên trên này, chị nào cỡ tầm từ 40 mặc lên mới được. Lắm cho chị Thúy Vũ. A à, 94 em hết rồi. Rồi lên bộ này, lên bộ cho các chị. Hôm nay xả cho các chị 29.000 luôn bộ này. Cái này là bộ váy cho em các chị ơi, cái này là bộ váy này, mà lắm em hết rồi nha. Bộ váy cho em này. Từ 45 tới 55 ký mặc vừa, 45 tới 55 ký mặc vừa. Chị này chị yêu nào lấy con này lên cho em mặc bộ nhá, mặc bộ này 29k bộ cho em. Bộ 29 nhá mọi người, lên cho em mặc bộ. 29k cho chị em mặc bộ nhá, bộ 29 55 ký quay đầu. Bộ 29k, 29k lên cho em mặc bộ ạ. Bộ 29.000 cho em mã bộ 29k. Rồi cái này kiểu dạng khoác ren cho em này các chị, để kiểu dạng khoác ren nha. Lên cho em mã ren 10k, xả các chị 10k luôn. Dành cho chị gái nào tầm 40-52 kg mặc vừa, ren nha mọi người, lên cho em mã ren, ren 10k. Rồi bộ cho chị Thuy Vũ, bộ chị Thuy Vũ nhộn đơn. Rồi lên cho chị một con đầm dây dài này. Phía trên là kiểu như là hoặc là phía trên là có kiểu khối ren cho em này. Bộ em hết này. 40-52 kg mắc vừa, 40-52 kg mắc vừa lên trên mạng đen 29k đen. Đen 29.000 cho em ạ, đen 29k đen cho em ạ. Đen 29k, đen 29 kèm điện thoại cho em ạ, đen. 29k đen. Rồi lên cho chị một con dây này, áo dây này. Áo dây tím cho em ạ, 40 tới 52 kg mắc vừa. Trời ơi. Bộ 29 nhường cho chị Hà Nghiêm Thị. Bộ 29 Hà Nghiêm Thị. Bộ 29 Hà Nghiêm Thị này. Rồi mã đen cho chị Thuy Vũ. Mã đen chị Thuy Vũ. Rồi ok chị Thuy Vũ cái này 29 cho em nha. 29 này. Rồi lên che mã tím nha mọi người. Cho che mã tím 10k. Con này còn nguyên tang mạc luôn. Che mã tím này 10k. Rồi 10k lên che mã tím này. Tím 10.000 nhá. Tím 10.000. Tím 10.000. Lên che mã tím 10k. Cho che mặt tím 10k. Rồi một con chân váy này, một con chân váy này. Tím 10k chị Nguyễn Thu này. Mã ren hả? Ren chốt hàng lên số chị Linh Thô. À, Linh Hồ Thị Linh chị ơi. Chốt hàng lên số này. 40-55 kg mắc vừa, 40-55 kg mắc vừa 10k A122. 10k A122, 10k A122. 10k A122. 40 tới 55 kg mắc vừa, 40-55 kg mắc vừa. 40-55 kg mắc vừa A58. 40-55 kg mắc vừa A58. Chốt trên mã A58 29k A58. 40-55 kg mắc vừa A58 nhá, chốt trên mã A58 này. Rồi em khoản A58 này, chị nào lấy comment cho em mã A58 nhé. Em còn mã A58. Rồi cái này size to cho em này, 50-60 kg mắc vừa. A58 chốt hàng lên số cho em này. 50-60 kg mắc vừa lên cho em mã A93. 50-60 kg mắc vừa A93 này. Rồi 50-60 kg mắc vừa chốt cho em mã A93. 50-60 kg mắc vừa chốt cho em mã A93. Lên cho em ạ A93, A93 cho em ạ. Rồi dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 55 kg mắc vừa, 40-55 kg mắc vừa. 10k A39 cho em ạ, 10k A39 này. Thanh Mai chốt hàng lên số cho em ạ. 10k A39 này. Chốt hàng và lên số cho em là chốt đủ đơn nha người đẹp ơi. A39. Rồi lên cho chị một con áo đen này, siêu đẹp luôn, áo đen dây. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 52 kg mắc vừa. Linh Hồ Thị Linh là nãy chốt cái mã gì? Chị chốt cái mã gì? Chị Linh Hồ Thị Linh ơi. Rồi A58 Thanh Mai chốt hàng lên số cho em này. 40 tới 52 kg mắc vừa 10k chốt trên mặt đen.
10k đen che mặt đen, kèm số che mặt 10k đen. Đen 10.000, đen 10.000 che mặt đen, 10k mặt đen. Chân váy lẻ thì nhiều nha mọi người này. 50 60 kg mặc vừa, 50 60 kg mặc vừa. Đen dây Nguyễn Thu dồn đơn. A82 10k A82 10k A82. 10k A82. 10k A82 che mặt 10k A82. Cảm ơn chị Vương Linh này, đen em hết rồi. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 52 kg mặc vừa. 40 tới 52 kg mặc vừa, màu này là màu nu cho em ạ. Chị nào lấy comment cho em ạ, A98. A98 29k. 29k A98 nha mọi người. Dành cho chị nào có tầm từ 40 tới 52 kg mặc vừa. A98 nha mọi người, cho em ạ A98 29.000 nha. 29k A98. A39 ạ. Rồi ok, A39 này. Cho chị Linh, Hồ Thị Linh. Có số ở trên. Có số ở trên. Rồi A98 là cái nào chị? A98 này. A98 chị Thuy Vũ. Cái này này. A98 Thuy Vũ. Nguyễn Kim Thoa sau mất rồi. Rồi 40-55 kg mắc vừa. Lên trên mã còn tem. Cho chê mã con tem 10k, 10k lên chê mã con tem. Mã con tem 10.000, mã con tem 10k. 10k con tem. Rồi áo ren dây này, chị nào mà có quần rồi này. Chị nào mà có quần rồi nha. Không còn này chê 40-55 kg mắc vừa, 40-55 kg mắc vừa A38. Cho chê mã A38. Lên chê mã A38 đấy. A38 chê mã 10k A38 nhá. 10k A38. 10k A38. 10k A38. 10k A38. Rồi dành cho chị nào có tầm từ 50 55 kg mắc vừa này, 50 55 kg mắc vừa cho em ạ. Rồi 29.000 A426. 29k A426 cho em ạ, 29k. Chốt đen 10k. À chị Nguyễn Thu chị sau rồi. A38 Hà Nghiêm Thị. A38 Hà Nghiêm Thị này. A38 Hà Nghiêm Thị. Kg mặc vừa cho em ạ, 50-60 kg mặc vừa nhé. 50-60 kg mặc vừa. Chị nào lấy comment cho em A420. A420 kèm điện thoại cho em ạ, A420. Cho cho em ạ A420, 29k A420. 29k A420. 420 29k. Rồi một cái đầm dây này, A38 còn không? A38 hết rồi. Rồi con này là màu vàng cho em nè mọi người này, màu vàng siêu xinh. Dành cho chị nào từ 40-52 kg mắc vừa, 40-52 kg mắc vừa. Con này phối ren cho em này, 40-52 kg mắc vừa. Chị nào lấy comment cho em ạ A08, chốt cho em ạ A08, 29k. 29k A08. Lấy cho chị hai quần lẻ. A08 em có thích à, em có biết là chị thích kiểu gì đâu. Chị thích kiểu này không? Chị thích kiểu này không? Kiểu dài vậy không? 40-55 kg mắc vừa ha, 40-55 kg mắc vừa. 40-55 kg mắc vừa. Mã vàng Nguyễn Thu. 40-55 kg mắc vừa. A08. A08 Thuy Vũ. Rồi chị nào lấy comment cho em A74. A08 Thuy Vũ. Ủa? Là cái vàng đó hả? Rồi vàng cho chị Nguyễn Thu rồi, A08 Nguyễn Thu rồi. A74 10k, 10k A74. 10k A74. 10k A74. Con này có mút che mà 29k, 40-52 kg mắc vừa. Lên che mà A12, chốt che mà A12. 29k A12. Nguyễn Thu Hương, biện lò hàng đã đi rồi người đẹp này. Rồi, A08 hết rồi. Rồi lên cho chị một con màu đen dây này. Dành cho chị nào từ 50-55 kg mắc vừa. Rồi ok chị ạ. Linh Hồ Thị Linh này, cho cái con quần lên cho Hồ Linh Hồ Thị Linh ở 10k. Rồi A12 này. Em còn là A12. Rồi dành cho chị nào 50-55 kg mắc vừa. 50-55 kg mắc vừa. A47 cho em, cho trên mạng A47 này. A47 nha mọi người, A47 29k. A12 Phi Vũ. A47 29k, A47 ạ.
40 tới 52 ký mặc vừa lên che mạ tạ, con này cho che mạ tạ nha. Lên che mạ tạ. Rồi lên bộ này. Rồi lên bộ cho các chị này. Bộ váy như vậy nha mọi người. Rồi dành cho chị nào từ 40-55kg mặc vừa, 40-55kg mặc vừa trên này, chị nào lấy dây này lên cho em mã. Chị nào bộ lấy bộ này lên cho em mã A117. A117 nha mọi người, 29k A117. A117 29.000. 29k A117 cho em. 29k A117 này. 29k A117 nhé. 117 29.000. 50 60 kg mặc vừa cho em ạ, 50 60 kg mặc vừa. 50 60 kg mặc vừa A116, chốt cho em A116 29k. 29k A116. 29k A116. 116 29k 116. Quần này được không chị Linh Võ? Linh Hồ Thị Linh ơi. Lấy thì ok này, lấy thì ok này. 10k nha, 10k này lên cho em mã 11. 10k mã 11. 1117 Nguyễn Thu, Nguyễn Kim Thoa sau rồi. Hả? Tạ Nguyễn Thu luôn à? 117 là cái bộ 117 29k này, cô Thu luôn để hỏi cho chị Nguyễn Thu. Còn 116 là Hà Nghiêm Thị, à, Hà Nghiêm Thị. 116 chị Hà Nghiêm Thị này, có áo tập không em? Có chị ơi. Có khi cỡ tầm chiều em like áo tập chị Linh Ngọc Phương. Nói chung là chị cứ theo dõi like cho em đi. Chị cứ theo dõi cái trang của em đi này. Rồi. Lên cho em mã A11, cho em mã A11 10k. 10k A11 cho em ạ, 10k A11. 10k A11. Ok chị này. Ok chị Linh Hồ, cho chị Linh Hồ. Rồi dành cho chị nào 50 55 kg mặc vừa 10k này. 10k A112, 10k A112. 10k A112, 10k A112, 10k A112. Rồi cái này của chị Thuy Vũ này. 10k A112. 10k A112 tiền điện thoại cho em ạ, 10k A112. Chấm mai lên đi nào mọi người. 10k A112. Rồi áo lẻ nè mọi người, xả các chị 10.000. Từ 40 này. 112 này. 112 cho chị Nguyễn Kim Thoa của số ngồi trên ạ. Nguyễn Kim Thoa dàn chốt đủ đơn trên này. Tới 52 kg mắc vừa 10k cho em A129. 10k A129 cho em ạ, 10k A129 nhé. 10k A129 á. 10k A129 nhé mọi người. 10k A129. 10k A129. 10k A129. Rồi chị nào từ 45 tới 55 về. 45 tới 55 ký mắc vừa A198. 45 tới 55 ký mắc vừa A198 cho em ạ, 29k. 29k A198. 50 55 ký mắc vừa A198 29k. 29k A198. Rồi xả các chị 10.000. 40 53 ký mắc vừa 10k A212. 10k A212 112 là cái nào chị? Rồi lên cho em mã A212, 10k A212. 10k A212. 10k A212. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa cho em ạ, 50 58 ký mắc vừa con này. 50 tới 58 ký mắc vừa siêu mới. Chị nào lấy comment cho em mã A59 này, 29k. 29k A59 này, 29k A59 này. Rồi, Thanh Mai lại lên số chưa? Thanh Mai từ nãy giờ chốt hàng không lên số là em không biết gọi cho ai này, em sẽ nhường nhá.
112 Nguyễn Thu. Có 112 không? Không có 112 đâu chị ơi, có 212 thôi chị Phi Vũ. Rồi con này lên cho em ạ, A59 này, 29K A59. 29K A59 ạ. Rồi 40 này. A59 Nguyễn Kim Thoa có được. A59 cho chị Nguyễn Thoa, Nguyễn Kim Thoa. Rồi chị nào từ 45 này, 45 tới 55 ký móc vừa. 45 tới 55 ký móc vừa. Thanh Mai giờ ghi số Thanh Mai. Giờ Thanh Mai chưa được đơn nhá, cứ ghi vô đi Thanh Mai. Ký số. Rồi, chị nào lấy đầm này chốt cho em A218, A218. A218 29K A218. 29K A218 cho em ạ. 29.000 A218. 29K A218. Rồi, 45 này. 45 tới 53 ký mắc vừa. 45 tới 53 ký mắc vừa. Chị nào lấy công an A407. A59 là cái nào chị? A59 á. 218 đấy, 218 chị Hoài Trinh. Hoài Trinh chốt đủ đơn cho em nhá. Hoài Trinh chốt đủ đơn ạ. A407 nè mọi người. A407 29K. 29K A407 ạ. 29K A407 cho em ạ. 29K A407. Rồi, đầm đen dây này. 218 em hết rồi nha. Rồi. 60 ký quay đầu mặc vừa 407 Nguyễn Thu. 218 hết rồi. Rồi 60 ký quay đầu mặc vừa, 60 ký mặc vừa. Chốt cho em A127, 60 ký quay đầu. A127 29K. A127. A127 chưa thấy chị ơi. Nhưng mà chị bao nhiêu cân? Cái này có mút này. Từ 40 tới 52 ký mặc vừa có mút, 40 52 ký mặc vừa. Chốt cho em A81 này, con này có mút nha mọi người. A81 29K A81 cho em. 127 cho chị Nguyễn Kim Hoa. A81 kèm số ạ, 127 Nguyễn Kim Hoa. FG và A81. Rồi 45 tới 55 ký mặc vừa, 45 tới 55 ký mặc vừa nha. Chị yêu nào lấy con này chốt trên mạng A239, A81 Hoài Trinh. Rồi chị này yêu nào lấy con này A239 cho em, A239 này. Rồi 29K A239, 29K A239 cho em ạ, 29K A239. Rồi còn đùi ngắn đấy mọi người. À không, cái này là chân váy. 10K lên cho em ạ váy nhá, 45 tới 55 ký mặc vừa. 10K, 10K lên cho em ạ váy đấy, váy 10.000. Váy 10K. Váy 10K. Rồi lên cho chị bụng đen này. Quần 239 còn không? 239 hàng Nghiêm Thị. Có chị Đỗ Tông Vũ ơi, có đây, cái này em chưa bán với chị này, cái này em chưa bán nhá. 29K. Cái em đang mặc 29.000. Rồi cái này nguyên bộ 40 52 ký mặc vừa cho em nguyên bộ này. 40 tới 52 ký mặc vừa, chị yêu nào lấy comment cho em bộ này. Bộ nha mọi người. Bộ 29K bộ này cho che mạng bộ 29. 52 ký quay đầu mặc vừa bộ 29K. 29K lên che mạng bộ. Bộ 29. Bộ 29. Từ 45, 45 tới 57 ký mặc vừa. 45 tới 57 ký mặc vừa. Độ tâm vũ chất hàng lên số cho em đi này. A118 cho em A118. Lên cho em A118 mọi người. A118. A118. A118, 29K A118. Độ tâm vũ chất hàng lên số không em vừa cơ. 40 tới 55 ký mắc vừa, 40 55 ký mắc vừa. 29.000 A110. 29K A110 cho em ạ, 29K A110. Rồi. Rồi ok chị Đỗ Tâm Vũ này, chốt cái này Đỗ Tâm Vũ này, 29K. Đỗ Tâm Vũ chốt đủ đơn cho em gửi hàng chị nhá. Chốt đủ đơn cho em gửi hàng. Rồi mã bộ này, mã bộ chị Hoài Trinh, mã bộ chị Hoài Trinh đồn đơn.
bộ hoàng trinh dồn đơn đây, bữa trước là con này hết rồi, xong khi khách kia không nghe máy này, gọi không nghe máy này, đây này vẫn còn sót một con tím nhá, 118 là cái nào, có 110 118 hàng Nghiêm Thị, 110 hàng Nghiêm Thị luôn, 118 bắt lại 110 của hàng Nghiêm Thị này, 118 bắt lại 110 hàng Nghiêm Thị nha. Rồi lên trên mã tím mọi người, 10k cho trên mã tím ạ, 10k lên trên mã tím này, tím 10k, 40 tới 52kg mặc vừa, tím 10k cho trên mã tím, alo tím 29k cho lộn, em tưởng đâu áo, tím 29k mã tím cho em ạ, tím 29 nhá, tím 29 ngàn cho em mã tím, 29k tím, tím 29, tím 29 cho chị Ngọc Lê, Ngọc Khách Cũ. Rồi cái này dành cho chị nào từ 40-53kg mắc vừa, 40-53kg mắc vừa, 40-53kg mắc vừa. Con này có mút lên cho em A57, 29k A57, 29k A57 cho em này, 29k A57 nha mọi người, 29k A57, 29k A57, 40-55kg mắc vừa, 40-55kg mắc vừa, 40-55kg mắc vừa. Nói chung là chị mà mặc size L thì cỡ tầm 55kg ấy, cái nào mà em đọc 55kg thì nhẹ mặc được. Rồi chị nào lấy con này A414 cho em mà A414, 55kg quay đầu, A414 cho em, 55kg quay đầu mặc vừa, A414, A57 nên cho chị Cherry Trần, Cherry Trần cho đủ đơn cho em nha. Rồi bộ ren nè mọi người, bộ ren này, áo là áo ren như vậy nhá, siêu đẹp luôn cho em ạ. Chị yêu nào lấy con này cho em ạ, bộ nhá. Đây, trên váy còn nguyên tăng mà, từ 45-55kg mặc vừa lên cho em ạ bộ này, 414 cho chị Cherry Trần luôn nha. Rồi lên trên mạng bộ 29k bộ này, bộ 29 ngàn cho em ạ, bộ, bộ 29 nhá, bộ 29, bộ 29, bộ 29. Rồi dành cho chị nào từ 40-53kg mặc vừa, 40-53kg mặc vừa, bộ trên Minh Trần, 40-53kg mặc vừa, A236, A236. 40-53kg mắc vừa, A236, chốt cho em A236, 29k A236, 29k A236 ạ. Rồi 40-55kg mắc vừa, 101 có, à 401 ạ. 45-55kg mắc vừa, 45-55kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A231, A231 kèm số cho em ạ, A231, A231, A231. Rồi, bộ nha, bộ nha các chị đẹp, 50-55kg mắc vừa, cái này bộ váy, 50-55kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment cho em ạ, A89 này, A89 nha mọi người, cho cho em ạ, A89 bộ này nha, 29k A89, 29k A89 cho em ạ, A89 29 ngàn, 29k A89. Rồi, dành cho chị nào từ 40-48kg mắc vừa, 40-48kg mắc vừa A84, 40-48kg mắc vừa A84, chốt cho em ạ A84, 29k A84, 29k A84. Rồi, 50-57kg mắc vừa, con này có mút cho em, 50-57kg mắc vừa cho em này, 50-57kg mắc vừa có mút luôn này, 50-57kg mắc vừa A403, A403 các chị gái cho em A403, 50-57kg mắc vừa A403, A403 kèm số cho em ạ, A403 nha mọi người, A403. Rồi cái này là áo lẻ cho em này các chị này, chị nào thích kiểu dạng sexy này. Rồi em còn A403, A84 Thuy Vũ. Chị nào thích kiểu cái dạng sexy. Rồi 403 cho chị Cherry Trần,
403 29 ca sĩ Cherry Trần này. Đó. 403 Cherry Trần. Rồi cái này lên cho em áo 10k, 10k cho em mặc áo này. Chào chị Mai Phương. 403 em hết rồi nha. 403 em hết rồi. Rồi con này lên cho em mặc áo này, áo 10.000 nha, áo 10.000 này. Áo 10k. Rồi 40 tới 52 55 ký mặc vừa. Rồi, em 55 ký hả? A89 này, A89 cho chị Hà Nghiêm Thị. Bộ A89 Hà Nghiêm Thị. Rồi, lên cho em A78 nha mọi người, chốt cho em A78. Rồi, áo 10k chị Thi Vũ. Áo 10k Thi Vũ. Rồi, lên cho em A78 nha, chốt cho em A78 nha mọi người. A78 29.000 nhá. 29k A78 cho em. A78. Rồi cái này nguyên set cho em nè mọi người, cái này nguyên set nha. Bữa trước là có chị nào chốt rồi mà xả mất ra này. Nguyên set cho em. Nguyên set. Rồi. Dành cho chị nào từ 40-55 ký mặc vừa nguyên set này, chân váy, áo đồ này, nguyên set này, có cả áo quét luôn cho em. Lên cho em mã set nha mọi người. Rồi set cho em nè. Nguyên set như này em xả cho các chị 39k lên cho em mã set này. Có cả thêm choàng này ơi, có cả thêm choàng nữa nhá. Này. 39k lên cho em mã set cho em set 39 này. Nguyên set như vậy nha mọi người, 39k. 39k nha, 39k chốt cho em mã set này. Set 39 cho em. Set này. 39.000 lên cho em mã set đen. Set 39. Set 39 cho em ạ. Set 39. Set 39 cho chị à. Set 39 cho chị Đỗ Tâm Vũ. Set 39 chị Đỗ Tâm Vũ này. Đỗ Tâm Vũ sáng chốt đủ đơn cho em nha. Chị Ngọc Lê là người thứ hai này. Chị Ngọc Lê là người thứ hai nha. Dạ không nè. Không nào chị ơi. Tại vì set đó có một cái đó thôi. Một cái duy nhất đó thôi. Không còn nữa nè. Ngọc Lê. Ngọc Lê sao bắt rồi nha. 50-60 ký mắc vừa, 50-60 ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy A103, 50-60 ký mắc vừa, A103. 50-60 ký mắc vừa, A103. Rồi 50-60 ký mắc vừa, A103. Chốt cho em A103. Rồi 40 này, từ 40-50 ký mắc vừa, 40-50 ký mắc vừa, 40-50 ký mắc vừa. Cho chị em A11. A11. 40 50 ký mặc vừa A11. A11. 40 50 ký mặc vừa A11. Rồi cái này size to này mọi người. A103 này. Kim nào chị ơi? Kim nào? A103 cho Nga Nga này. Nga Nga chốt đủ đơn cho em nhé chị ơi. 60 65 ký mặc vừa mã to. 60-65 ký mắc vừa chốt cho em mã to này. 60-65 ký mắc vừa to cho em. 60-65 ký mắc vừa chốt cho em mã to. To. Rồi 40-48 ký mắc vừa. 40-48 ký mắc vừa. Lên cho em A147. 40-48 ký mắc vừa. A147 này. 29k A147. 103 em hết rồi. Mã to cho em đi trần dồn đơn. To cho em gần luôn đây. Rồi 40 này, 40-45 ký mắc vừa. 40-45 ký mắc vừa A211. A211 nha mọi người, A211. 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 Rồi cái này size to cho em nè mọi người này. Nó bị lỗi rồi nha. Hết set rồi chị này.
thích lắm luôn. Hết rồi. 211 phái Trinh. 211 phái Trinh. Rồi chị nào từ 40 tới 55 ký mặc vừa. A 147 hả? 147 Phương Nguyên cho em lại số nhé, tại vì bên em có hai Phương Nguyên này. Cho em số chị Phương Nguyên này. Rồi con này lên cho em mặc áo đen, cho em mặc áo đen 10k áo đen. 10k mặc áo đen. Rồi cái em đang mặc là màu xám nha mọi người, chốt cho em mặc xám 29k xám cho em. Rồi 55 ký mặc vừa xám. Rồi xám nha mọi người, 29k xám này. À, chị Phương Nguyên cho em lại số nhé, tại vì ở bên em là có 2 có 3 23 23 Phương Nguyên nhé chị này. Chốt cho em mã xám con này nha mọi người, xám cho em 29k. Xám 29. Rồi áo đen này, áo đen chị Nguyễn Thu dồn đơn, áo đen Nguyễn Thu. Áo đen Nguyễn Thu. Xám chốt hàng lên số ạ. Xám chốt hàng lên số. Rồi con này có mút cho em nè mọi người này. Dành cho chị nào từ 45 tới 55 ký mặc vừa, xám ngang ngang. Xám ngang ngang. Rồi 45 tới 55 ký mặc vừa. 45 tới 55 ký mặc vừa. Đi đâu vậy? Hả? Trời ơi. 45 tới 55 ký mặc vừa. Chị yêu nào lấy con này chốt cho em mặc mút. Con này có mút cho em, lên cho em mặc mút nhé. 29.000 mút cho em. Mút 29. Mút 29. Mút 29. Rồi 50, 60 ký mặc vừa lên cho em mặc tím đấy. 60 ký qua là mặc vừa, chốt cho em mặc tím nha mọi người. 29k mặc tím đấy. Tím 29. Tím 29. Rồi dành cho chị nào từ 50 55 ký mặc vừa. 50 tới 55 ký mặc vừa, tím chị Dung Bùi. 50 55 ký mặc vừa. A 60 chốt cho em A 60. 55 ký quay là mặc vừa A 60 cho em A 60. A 60. A 60 nha mọi người, A 60. À, đơn không cần biết là bao nhiêu cá chị ơi, đơn cứ 80k đổ lên là em xếp hàng được nè. A 60 ngang ngang. 50 tới 57 ký mắc vừa, 50 57 ký mắc vừa. Lên cho em A 291, A 291 50 57 ký mắc vừa, A 291 cho em. 50 57 ký mắc vừa, A 291. A 291 này. 50 56 ký mắc vừa, 50 56 ký mắc vừa. Cho em 421 A 421 29k. 29k A 421. Dạ không chị Trần Huệ ơi, bên giao hàng nhanh nhá, bên à lộ, bên giao hàng tiết kiệm chị ơi. Rồi, A 421 cho em A 421. A 421 nhé. 50 60 ký mắc vừa, 50 60 ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment cho em A 40. 50 60 ký mắc vừa A 40, 50 60 ký mắc vừa. A 40 chốt cho em A 40. A 40 nhá, A 40. A 40. Rồi 50 tới 60 ký mắc vừa. 421 ngang ngang, 291 hả? 291 cho chị trai đi Trần. 291 chị chơi đi Trần. Rồi A 40 chị Thúy Vũ. À Thúy 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 Vũ. Rồi 50 này, 50 tới 57 ký mắc vừa. Lên cho em A 227. A 227 nhá các chị gái này. A 227 cho em. Chốt cho em 227. 227. 40 tới 53 ký mắc vừa. 40 tới 53 ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A 132. Cho em A 132, A 132. 29k A 132. A 132. 29k A 132. Rồi con này còn nguyên tam mẹ luôn này. 40 tới 53 ký mắc vừa, 40 53 ký mắc vừa.
Chị yêu nào lấy comment A209. A209 nhá mọi người, A209 cho em. A209 cho em, A209. Còn chị Huyền Nguyễn ơi, lấy thì lấy số trên này. Cái này dành cho chị nào tầm 55 kg quay đầu mặc vừa nhé. Chị nào lấy comment cho em A00. A00. 29.000 A00. 29k A00. 60 kg quay đầu mặc vừa. 227 giao vương có đơn chưa? Giao vương cho nào lên số này 209VV. 209VV chốt đủ đơn trên chị VV này. Vũ Hàng chốt cái gì chị Vũ Hàng? Rồi con này lên cho em áo đen 10k, 10k áo đen thêm. 50-57 kg mặc vừa áo đen 10k. A00 này, Mỹ Nhân chưa có đơn nhé, chị Mỹ Nhân này lên số cho em luôn à. Em có ghi ở dưới rồi. Giá chị Adoc, giá chị từ 10k thôi, quần áo lẻ là 10k, còn đầm là 29 nha mọi người. Mỹ Nhân chốt hàng lên số này, 227 gì đó, chị này chốt hàng lên số cho em với mọi người ơi. 40-55 kg mặc vừa, 40-55 kg mặc vừa. Chị nào lấy comment A197, cho em A197. A197 này, Mỹ Nhân chốt hàng lên số cho em ạ. A197. Rồi ok, chị Mỹ Nhân lấy cái này đi. Mỹ Nhân chốt thế này. Mỹ Nhân chốt đủ đơn cho em, đơn 80k đổ lên em ship hàng nha. Mỹ Nhân chốt đủ đơn cho em đi này. Rồi dành cho chị nào từ 45 này, 45 tới 55 ký mắc vừa ha. 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 55 ký mắc vừa. A133. Rồi 45 55 ký mắc vừa A133. Đi đây rồi. A133. 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 Chốt cho em A133. A197 còn không chị? A197. A197 chị ngang ngang. A197 chị ngang ngang. A197 ngang ngang. Rồi chị nào từ 40 tới 53 ký mắc vừa, 40 tới 53 ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment cho em A294, chốt cho em A294. 40 tới 53 ký mắc vừa A294, cho em A294. 40 53 ký mắc vừa. A294 chốt cho em A294 ạ. Lên cho em A294. A11 hả? A11 phải có A11 không? Rồi, A1 là A gì chị Nga Nga này? 50-55 kg mắc vừa, con này có bút cho em. 50-55 kg mắc vừa, 294 Mỹ Nhân. Lên cho em ạ, A427. A427 cho em ạ. 50-55 kg mắc vừa, A427. 50-55 kg mắc vừa, A427 nhé. A427. Bốn mươi tới năm mươi hai ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A202, chốt cho em A202. A202, 29k A202. 29.000 A202. Rồi từ 40 này, từ 40 tới 52 ký mắc vừa. 40 tới 52 ký mắc vừa. Lên cho em A52, chốt cho em A52. 52 ký quay đầu mặc vừa A52. Lên cho em A52. 45 tới 55 ký mắc vừa. 427 có. 427 cho chị Mỹ Nhân. Rồi con này 50 55 ký mắc vừa 10k ạ. Mã nâu. 10k lên cho em mã nâu, nâu 10.000. Nâu 10.000 cho em ạ, nâu. 10k nâu. Rồi áo lẻ cho em này, chị nào mà có quần rồi nhé. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 53 ký mắc vừa. 10k lên cho em mã áo, 10k. Áo 10.000. Áo 10k mọi người, lên cho em mã áo 10k. 10k chốt cho em mặc áo. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 53 ký mắc vừa ha. 40 tới 53 ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A252 này, 29k A252.
Rồi, mặc áo chị còn quần chị này, mặc áo cho chị Hoài Trinh nha, áo chị Hoài Trinh 10.000. Rồi lên cho em A252. Chốt cho em A252 nha mọi người, A252. A252 kèm số cho em A252 này. 40 tới 50 ký mắc vừa, 40 tới 50 ký mắc vừa. 40 50 ký mắc vừa A247. Rồi A247 cho em A247 nhá. 50 ký quay ra mặc vừa. A247 cho em A247. A247 nhá. A247. Rồi size to nha mọi người. 252 cho chị Cherry Trần. Rồi con này free size cho em mọi người này, 60 70 ký mắc vừa, chốt cho em ạ to. 60 70 ký mắc vừa lên cho em ạ to. 60 70 ký mắc vừa lên cho em ạ to. To. Rồi. 50 60 ký mắc vừa ha. 50 60 ký mắc vừa, con này có mốt cho em à. 50 60 ký mắc vừa A44. 50 60 ký mắc vừa A44 cho em ạ. 50 60 ký mắc vừa A44. 50 60 ký mắc vừa A44. Chốt cho em A44. 40 tới 53 ký mắc vừa 10k. 10k nha mọi người, chốt cho em A97. 10k A97 cho em ạ, 10k. 10k A97. 10k A97 ạ. Rồi 40 tới 52 ký mắc vừa, 40 52 ký mắc vừa. Chị yêu nào này comment A248, chốt cho em A248. 52 ký quay được mặc vừa A248. A248. Rồi 40 tới 55 ký mắc vừa. 10k nha mọi người, chốt cho em A66. 10k A66. A97 Hoài Trinh. Rồi A66 10k cái kìa. 10k A66. A66 10.000. A66 10.000. A66 10.000. A97 hết rồi. Rồi dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 45 tới 55 ký mắc vừa ha. 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 55 ký mắc vừa, chốt cho em ạ, xám đấy, 29k xám cho em ạ. Xám 29.000 nha mọi người, xám 29k, 29k xám. 50 tới 55 ký mắc vừa A209. 50 tới 55 ký mắc vừa A209 cho em. 50 55 ký mắc vừa A209 ạ. Rồi 29k A209. 29.000 A209. A209 29k. Rồi cái này nguyên bộ cho em nè mọi người này. Cái này nguyên bộ bộ váy nhá, áo và lại váy cho em này. Áo và lại váy nhá. Nguyên bộ áo và lại váy cho em này. Rồi dành cho chị nào từ 45, 45 tới 55 ký mắc vừa. Lên cho em ạ bộ nha mọi người, chốt cho em ạ bộ này. Bộ nha. Bộ 29.000. Bộ. Bộ 29. Rồi, áo nữa này các chị này, áo tay dài cho em nhé. Áo tay dài này. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 55 ký mắc vừa. 45 tới 55 ký mắc vừa nhé. Lên cho em A280. A280 cho em là A280. A280 10.000. À, trưa nay hả, em cũng chưa biết lên cái gì chị này. Cứ theo dõi mọi người, cứ theo dõi lên trang của em nhé. 10k A280. 10k A280. Rồi lên cho chị một con tím này. Dành cho chị nào từ 40 55 ký mắc vừa, 40 55 ký mắc vừa này. 40 tới 55 ký mắc vừa nhé. Chị yêu nào lấy con này chốt cho em mã A56, lên cho em mã A56 này. Chốt cho em mã A56 nhé mọi người. A56.
lấy con này A228. A228, chốt cho em A228. 2228. Điện thoại chị đang đang sáng. A228 kèm điện thoại cho em ạ. A228. Chị. Còn một máy mà, còn một máy bé. Máy bé á. Máy bé đâu? Để chỗ nào đây? Nó cầm nó có thêm kia. Xin nó. 280 Phương Nguyên này. Chị Phương Nguyên nãy giờ chốt hai con rồi đúng không? Chị Phương Nguyên ơi, chị không thì chị lên cái số đuôi cho em đi chị ơi. Chứ bây giờ bên em có 2-3 Phương Nguyên, em không biết là Phương Nguyên nào luôn đó chị nè. Em với lại người chốt hàng đâu phải là ấy đâu, người chốt hàng khác mà người like khác, nên là em chả biết là Phương Nguyên nào với lại Phương Nguyên nào đó này. Cho em lại số đi chị ơi. A56 cho chị TPHPH này, TBPH. Rồi con này dành cho chị nào từ 40-52kg mặc vừa. 40-52kg mặc vừa nha. 40-52kg mặc vừa. Chị yêu nào lấy comment A232. A232. A232 kèm điện thoại cho em ạ. 29K A232 này. A232. Rồi cái này size to cho em này. 50-55kg là mặc đẹp cho em kiểu dáng xu. 50-55kg là mặc đẹp. A85. A85 chốt cho em ạ. A85. Lên cho em ạ. A85. A85. Rồi ok chị Phương Nguyên này. Ok chị Phương Nguyên được hai con rồi nhé. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 55 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 55 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy con này chốt cho em A415. A415 kèm điện thoại cho em A415. 29K A415. 29K A415. 415 29.000 cho em ạ. Rồi chị nào từ 40 tới 53kg mặc vừa. 40 tới 53kg mặc vừa. 10k nha mọi người. 10k A249. 10k A249 cho em ạ. 10k A249 này. 10k A249. 10k A249. 415 hả? 415 Vi Trần chốt đủ đơn cho em này. Chốt đủ đơn chị Vi Trần cho có đơn nào. Đi coi chứ. Đó. 415 chị Vi Trần này cho đủ đơn cho em này. Chủ. Chủ chủ. Cái gì ạ? 415 chị Vi Trần rồi. 50-60kg mặc vừa, 50-60kg mặc vừa cho em. 50-60kg mặc vừa hình như chưa đủ đơn đâu chị này. Chưa đủ đơn đâu hả? Toàn chốt 10k không à đúng không? Lê cho em A241 chị Linh Hồ Thị Linh hình như chưa có đủ đơn đâu này. Chị toàn chốt 10k không nha. Rồi lê cho em A241 này, chốt cho em A241 nhé. A241 kèm điện thoại cho em ạ. A241. Mới có 30.000 thôi chị Linh Hồ Thị Linh ơi. A241 còn dài dài, lựa thêm đi nè. A241, 29K. A241. Rồi chị nào từ 40 tới 52 kg mặc vừa. 40 52 kg mặc vừa Thuy Vũ hả? Thuy Vũ thì đủ rồi nha. 52 kg mặc vừa. Linh Hồ Thị Linh hình như là được hai cái quần với lại một cái đầm đúng không? Quần hết à? Quần hết chị ơi. À, như một cái quần hai chân váy hai cái quần một chân váy. Chưa đủ đơn đâu chị Linh Hồ Thị Linh ơi. À, Thuy Vũ thì như đủ rồi này. 241 chị Phương Nguyên dồn đơn. Rồi con này lên trên mặt nu nha mọi người, cho trên mặt nu 29k nu. 52 kg quay mặc vừa nu 29.000, nu 29. Nu 29. Rồi 40 tới 55 kg mặc vừa nhé. 40-55kg mắc vừa. 40-55kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A405. 40-55kg mắc vừa A405. 55kg qua là mắc vừa A405. A405 mã nu mỹ nhân A405.
A405. A405. 50-60 kg mặc vừa. 50-60 kg mặc vừa. 50-60 kg mặc vừa. Chị yêu nào chốt lên coi cho em A00. Chị nào chốt lên cho em A00. Chị nào chốt cho em A00. A00 lấy chốt cho em A00 ạ. A00. Chốt cho em A00 ạ. Rồi chị nào từ 40-48 kg mắc vừa, 40-48 kg mắc vừa, 40-48 kg mắc vừa, A95, 40-48 kg mắc vừa, A95, 40-48 kg mắc vừa, chốt cho em A95 này, chốt cho em A95 nha mọi người, 40-48 kg mắc vừa, A95, 29K A95, 50-55 kg mắc vừa, 50-55 kg mắc vừa, 29K A61. 29K A61 cho em ạ. Rồi 29K A61 này, 50-55 kg mắc vừa. 29K A61 cho em ạ. 29K A61 nha. Rồi dành cho chị nào từ 40-52 kg mắc vừa. 40-52 kg mắc vừa, A138. Chốt cho em A138. Chốt cho em A138 này, 29K A138 cho em. 138-29K, 138-29 ngàn này. Mã 138-29K, 138 29K, 138. Rồi, chân váy dài cho em này. Bắt lại một cái áo nhá, nguyên bộ, chốt cho em mã bộ này. Từ 45-55 kg mắc vừa. 45-55 kg mắc vừa lên cho em mã bộ này. 45-55 kg mắc vừa lên cho em mã bộ này. Bộ dài cho em vậy nhá. Lên trên mã bộ này, 29K bộ này, chốt trên mã bộ. Bộ 29K, bộ 29 cho em ạ. Mã bộ nha, 29.000 bộ này. Bộ 29 nha mọi người. Bộ 29 này, lên trên mã bộ. 29K bộ cho em, bộ 29. Bộ 29. Rồi 40-53 kg mắc vừa, một con áo tím 10K lên trên mã tím. Tím 10K, 40-53 kg mắc vừa, tím 10K. Tím 10.000, tím 10.000 nha. 10K lên trên mặt tím. 10K chốt trên mặt tím. Tím 10K. 45-55 kg mắc vừa. Rồi mã bộ cho chị Cherry Trần. Chị Cherry Trần. 45-55 kg mắc vừa, 45-55 kg mắc vừa. Tím chị Vivi dồn đơn. 45-55 kg mắc vừa, 45-55 kg mắc vừa. A101, A101. 45-55 kg mắc vừa, A101 này, 29K. 29K A101. 29K A101. Rồi, free size cho em con này mọi người. Free size chốt cho em ạ, su 29K mã su. Free size 29K chốt cho em mã su. Mã su 29. Su 29. Su 29. Sáu năm 70 kg mặc vừa. 65-70 kg mặc vừa chốt cho em mã to. 65-70 kg mặc vừa lên cho em mã to 29K. 29.000 lên cho em mã to. 29K cho chị mã to. To 29 ạ. To 29. To 29. Xuống đây cho chị Cherry Trần 29.000 này. Xuống đây cho chị Cherry Trần 29K. Rồi em còn mã to. Chị cái nào lấy comment cho em mã to. 50-60 kg mắc vừa ha. 50-60 kg mắc vừa. 29.000 cho em à. 50-60 kg mắc vừa. A270 chốt cho em A270. A270 nha mọi người, A270. 29K A270. 29.000 A270 cho em ạ. 29K A270. 29K A270. Rồi áo lẻ này.
10k cho mọi người chốt cho em mặc áo, áo 10.000. 55 kg. Quay đầu. Áo 10. 40 tới 55 kg mắc vừa. 40 tới 55 kg mắc vừa. Chị gái nào lấy con này A4 25. A4 25 nha mọi người, A4 25. Chốt cho em A4 25. A4 25. Rồi dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 45 tới 55 ký mắc vừa, 45 55 ký mắc vừa. Chưa đủ đơn thì chốt đủ đơn nha mọi người ơi. 45 55 ký mắc vừa ha. A4 29 chốt cho em A4 29. 45 55 ký mắc vừa A4 29 chốt cho em A4 29 này. A4 29 kèm điện thoại cho em ạ. Áo chị vợ của Linh, chốt đủ đơn cho em nha. Vợ của Linh chốt đủ đơn này. Rồi 40. 40 50 ký mắc vừa. 40 50 ký mắc vừa. 40 50 ký mắc vừa nha. Chị yêu nào lấy comment A49. A49 cho em 29k A49 này. A4 29 cho chị Nga Nga. 4 29 Nga Nga. Rồi con này cho em A49 này. Hình như thiếu số. Vợ của Linh hình như bị thiếu số rồi chị ơi. Thì thiếu đúng không? Thiếu số đó chị à, vợ của Linh ơi, chốt hàng lên lại số cho em này. A429 cho ngang ngang. Rồi con này chốt cho em A49 này. A49. Vợ của Linh cho em lại số đi chị này, lên thiếu số thôi. 50-60 kg mắc vừa. A49 Hoài Trinh. 50-60 kg mắc vừa. A425. Rồi ok chị vợ của Linh. A4 25 50 60 ký mắc vừa. A4 25. A4 25. A4 25. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa một con đen còn tên. 50 55 ký mắc vừa chốt trên mặt đen. 50 55 ký mắc vừa lên trên mặt đen. Đen 29k đen. Đen 29 mọi người chốt trên mặt đen. 29k chốt trên mặt đen. Đen 29. Trời ơi cái này siêu đẹp nha mọi người. Dành cho chị nào từ 40 55 ký mắc vừa. 40 tới 55 ký mắc vừa nha. Chị yêu nào lấy comment A266 chốt cho em A266. 55 ký quay đầu A266 chốt cho em A266. Lên cho em A266. A266. Rồi cái này là zoom cho em này. Vợ của Linh, 266 vợ của Linh. Trời ơi cái đó đẹp. Lê Ngọc sau mất rồi. Vi Trần cũng sau. Rồi Dung nè, giá các chị 29.000 luôn, chốt trên mã Dung ngủ nè. Rồi lên trên mã Dung 52 ký mặc vừa, lên trên mã Dung 29k Dung. Dung 29, Dung 29. Dung 29.000 nha, em còn mã Dung 266 em hết rồi. Rồi chị nào từ 40 55 ký mắc vừa con này còn tem. 40 tới 55 ký mắc vừa A142. 40 55 ký mắc vừa. A142, chốt cho em A142. 40 55 ký mắc vừa A142. Chốt cho em A142. Zoom cho chị VV. Rồi dành cho chị nào tầm 45 tới 53 ký mắc vừa. 45 tới 53 ký mắc vừa. 29.000 A146. 29k A146 cho em 29k A146. 29k A146. Rồi 204 cho em con này. 10k 204. 10k A204. 10k A204 52 kg quay đầu. A204 10.000. 10k A204. 10k A204.
40 tới 55 kg mắc vừa, 40 55 kg mắc vừa. Chốt cho em A2 90. 40 55 kg mắc vừa, A2 90 204 VV. A2 90 40 55 kg mắc vừa, A2 90. Chốt cho em A2 90. Lên cho em A2 90. A2 90. Rồi 40 tới 55 kg mắc vừa. 40 55 kg mắc vừa nha. 40 tới 55 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A109. 40 55 kg mắc vừa A109 xin cho. A109 kèm số cho em A109 đấy. 40 55 kg mắc vừa A109. 40 55 kg mắc vừa A109 nhá. A109 cho em. 40 55 kg mắc vừa A109 á, chốt cho em A109. Rồi chị nào cỡ tầm này từ 40 tới 55 kg mắc vừa, 40 55 kg mắc vừa, màu con phải lụa chốt cho em ạ, lụa nha mọi người, cực kỳ mát luôn, nên cho em ạ lụa, chốt cho em lụa nha, lụa lụa kèm số cho em ạ, lên cho em lụa. Rồi lên xanh cho các chị này, xanh, trời ơi xin chơi chốt cho em ạ xanh. Dành cho chị nào từ 40 tới 53 kg mắc vừa, 55 kg mắc vừa. Đây, con này họa tiết là theo cho em ạ. 55 kg quay đầu mặc vừa, chốt cho em ạ xanh, 29K xanh. Còn tem mặc, lên cho em ạ xanh, mạ xanh. Chốt cho em ạ xanh. Mạ xanh. 40 55 kg mắc vừa, xanh cho VV, 29.000. 40 55 kg mắc vừa, 40 55 kg mắc vừa. Lên cho em ạ váy 10K, váy cho em váy 10.000. Xanh hết, lụa Nguyễn Loan, chốt đủ đơn chị Nguyễn Loan nha. Nguyễn Loan chốt đủ đơn cho em nha người đẹp. Năm mươi tới 60 kg mắc vừa, 50-60 kg mắc vừa, 29K A64, 29K A64, 50-60 kg mắc vừa, 29K A64, 29.000 A64. Rồi đùi này, quần đùi ngắn đấy. 40 tới 55 kg mắc vừa, một con đùi ngắn. 10K mọi người, A115. 10K A115. 10K A115. 40 tới 55 kg mắc vừa, 40 55 kg mắc vừa. A196, chốt chém A196. 40 55 kg mắc vừa A196. 40 55 kg mắc vừa A196 này. 29K A196. 29K A196. 29K A196. 115 Nguyễn Loan. Nguyễn Loan chốt đủ đơn này. Trời ơi cái này xinh. Lành cho chị nào từ 40 55 kg mắc vừa chốt cho em ạ xinh. 40 55 kg mắc vừa lên cho em ạ xinh. 40 55 kg mắc vừa chốt cho em ạ xinh. Chốt cho em ạ xinh. 40 55 kg mắc vừa xinh. Xinh. Rồi áo ren này. Dành cho chị nào tầm 50-60 kg mắc vừa, chốt cho em ạ ren 50-60 kg mắc vừa ren. 50-60 kg mắc vừa ren. 50-60 kg mắc vừa ren. Ren. Bảo cho chị Linh Hồ Thị Linh. Sinh Nguyễn Loan. Rồi 40 55 kg mắc vừa. 40 tới 55 kg mắc vừa này, ren là cái nào chị? Ren Nguyễn Loan. 40 55 kg mắc vừa, 40 55 kg mắc vừa. A253, 29K A253. A253 nha mọi người, A253. 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 Rồi áo nâu này, chốt cho em áo. 40 55 kg mắc vừa lên cho em áo. Cho em mặc áo 10k. Áo 10.000 nha. Lên cho em mặc áo 10k, cho em mặc áo. Rồi còn đùi ngắn nữa này. Nếu mà chị Thúy Vi, chị Thúy Vũ chị chốt sau chị ơi, nếu mà chị thích nếu mà chị ưng màu này thì em chốt cho chị này, chốt cho chị Thúy Vũ này. Em chốt chị con màu quần đùi xanh xanh nha. Rồi
nội bộ này. Bộ này siêu mới. Áo nó thế nào chị? Áo ren hết rồi. 40-55 kg mặc vừa. 40-55 kg mặc vừa nha. 40-55 kg mặc vừa. Chị yêu nào lấy bộ váy này chốt cho em ạ, bộ nha. Mã bộ này. Mã bộ 29K bộ cho em ạ, bộ 29. Bộ 29 nhá các chị gái. Bộ này, nguyên bộ. Bộ. Để thì em chịu á. Bộ. Bộ. Rồi 50 này, 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 tới 55 kg mặc vừa. A410, 50 tới 55 kg mặc vừa A410 này. 50 tới 55 kg mặc vừa A410 trên mã 29K. 29K A410. 29K A410 trên mã 29K A410. 29K A410. Rồi, từ 40 tới 55 kg mặc vừa. 40 tới 55 kg mặc vừa nha. Lên trên mã A07, 40 55 kg mặc vừa. A07 nha mọi người. Chốt trên mã A07 này, 29K A07. 29K A07 trên mã. 29K A07 nha. 29K A07. Rồi một con váy siêu xinh, váy dài cho em này, chốt trên mã váy nha mọi người. 10K lên trên mã váy này, 60 kg qua đầu. 10K lên xe mã váy ạ, váy 10.000. Váy 10 nhá. Váy 10. Váy 10. Váy 10 nhá. Rồi vải lụa cho em là các chị này, chốt cho em mã xanh. Lên cho em mã xanh này, free size lên cho em mã xanh. Rồi 29K lên cho em mã xanh. Free size 29.000 lên cho em mã xanh. Xanh 29. Xanh 29. Rồi 40 tới 55 kg mặc vừa. 40 tới 55 kg mặc vừa. 10.000 nhá, A422. 10K A422. 10K A422. 10K A422. 10K A422. Rồi. Con này có độ co giãn này mọi người, 55 kg quay đầu mặc vừa, chốt trên mã nu. 55 kg quay đầu mặc vừa lên trên mã nu, mã nu này. Mã nu. Độ tâm vụ cũng chưa đủ đơn đâu chị này, 422 cho chị Vivi. Mã nu và kèm mua số cho em ạ, mã nu cái đen ạ. Cho em mã nu 29.000 nu. Nu 29. Nu 29. 422 cho chị Vivi rồi. Dành cho chị nào tầm 50-55 kg mặc vừa. 50-55 kg mặc vừa. 29.000 A19. 29K A19 cho em ạ. 29K A19. 29K A19 ạ. 29K A19 ạ. 40 tới 50 kg mặc vừa. 40 50 kg mặc vừa A86. A86 cho em ạ, A86 29K A86. 29K A86. 29K A86. Rồi mã nu Việt Hồng chốt hàng lên số cho em đây này. Rồi mã nu cho chị Việt Hồng này, nu chị Việt Hồng chốt đủ đơn nha. Rồi 40 tới 50 kg mặc vừa. 40 50 kg mặc vừa A219. 29K A219 này. 29.000 A219 cho em ạ. 219 29K. A219 29.000 cho em ạ. 29K A219.
dành cho chị nào tầm 50 này, 50 60 ký mặc vừa. A86 viên hầu môn. 50 60 ký mặc vừa, 50 60 ký mặc vừa. A246 cho em A246 mọi người nhá. A246. A246. À, có màu nu thôi chị Tu Lan ơi, màu nu thôi. À, có gì chị inbox như chị Tu Lan nhá. Chứ còn màu xanh thì em chỉ có màu nu thôi nè. A286. Rồi, 50 tới 60 ký mặc vừa, 50 60 ký mặc vừa nha. 50 60 ký mặc vừa A225. 50 60 ký mặc vừa 10k A225. 10k A225. 10k A225. 10k A225 cho em ạ. Rồi. Lên cho các chị áo đen này mọi người. Cho chị em áo 55, 50, 55 ký mặc vừa, áo 10k. Áo 10k, 10k mà áo. Áo 10.000. Áo 10.000. Áo 10. À, chị nhận. Chị nhận. Xin đùi em. Dạ cảm ơn chị Thanh Nguyễn này. Cảm ơn chị Thanh Nguyễn Quảng Ninh phải không ta. Rồi mã đen này. Áo đen chị Thuy Vũ ạ. Áo đen chị Thuy Vũ. Phải chị Quang Thanh Nguyễn Quảng Ninh không này. Rồi bộ này chốt cho em ạ. Bộ nha mọi người. Lên cho em ạ. Bộ 55kg quay đầu mặc vừa. Bộ này 29k. Bộ cho em ạ. Bộ 29. 55kg quay đầu mặc vừa. Bộ 29k cho em ạ. Bộ mã bộ 29.000 này. Bộ 29 cho em 55kg mặc vừa. Bộ 29. Bộ 29 này. Bộ 29. Rồi cái này là váy hồng cho em ạ. Chốt cho em mã hồng này. Có áo tập chị Thanh Nguyễn ơi. Chắc cỡ tầm chiều gì đó. Chiều 3 giờ gì đó em like này. 3 giờ. Chiều 3 giờ cỡ tầm 3 giờ em like nha chị này. Rồi con này lên cho em ạ. Hồng này. À, áo thấp thôi, áo thấp thôi chị Thanh Nguyễn này. Rồi con này lên cho em ạ, váy hồng 10k, 10k mã váy hồng. Váy hồng 10.000. Rồi. Áo hồng này mọi người chốt cho em ạ, áo hồng nha, 10k áo hồng cho em. 10k mã áo hồng, 10k mã áo hồng này. 55 ký quay đầu 10k áo hồng. 10k áo hồng. Rồi 40 tới 55 ký mắc vừa, lên trên mã vàng. 29k mã vàng, 55 ký quay đầu. Rồi lên trên mã vàng nhá. Mã vàng. Chốt trên mã vàng. Rồi cái này size to này. Rồi con này size to nha mọi người nhé, free size này. Chốt cho em ạ, cam 29k cam. Free size 29k lên cho em ạ cam. Free size 29k lên cho em ạ cam. Cam 29.000 cho em ạ cam. Cam 29, cam 29. Rồi váy trắng này, 50 tới 60 ký mặc vừa. 50 60 ký mặc vừa A431. A431. Rồi A431 nha mọi người, A431. A431. Rồi con này có mút cực kỳ xinh luôn cho em này. Từ 40 tới 55 ký mắc vừa cho em luôn này. 40 55 ký mắc đẹp. Chị nào lấy comment cho em mặt xinh. Chị nào lấy comment cho em mặt xinh. 40 55 ký mắc vừa xinh. Rồi ok basic này. Vừa không? Xinh. Huế nhận cũng nhanh nhỉ. Của Huế nhận hàng cũng nhanh nhỉ. Rồi 40 tới 52 ký mắc vừa, 40 52 ký mắc vừa nhé. 40 52 ký mắc vừa. A145 10k A145. 10k A145 10k.
10KA145. 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 10KA145 xin cho chị Việt Hồng. Năm môi tới 55 ký mặc vừa lên trên mạng đen. 29K đen 145VV. Rồi lên trên mặt đen, cái áo đen sao? Rồi cho che mặt đen này. Đen 10K đen. Đen 10.000. Rồi. Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em à. 60-65 ký mặc vừa nha mọi người. 60-65 ký mặc vừa cho che mặt to. 60-65 ký mặc vừa cho che mặt to. 60-65 ký mặc vừa lên trên mặt to. To kèm điện thoại trên mặt. 60-65 ký mặc vừa to nha. À, bộ đây. Trời ơi, ai mà cột chặt chữ này. Bộ đây chị này. Bộ váy nha mọi người. Cái này bộ váy cho em. Lên trên mặt bộ này. 55 ký quay đầu mặc vừa lên trên mặt bộ này. 29k bộ cho em. Bộ 29 nha mọi người. Cho trên mặt bộ này. Bộ 29 cho em mã bộ này. 29k bộ nha. Bộ. Rồi kiểu dạng tầng tầng cho em này lên trên mã tầng nha mọi người. 40 tới 52 ký mắc vừa lên trên mã tầng. To chút hàng lên số này. 40 52 ký mắc vừa lên trên mã tầng 29k tầng cho em ạ. Tầng 29 nha, 29 nha, lên trên mạng tầng. Tầng 29. Tầng 29. 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 55 ký mắc vừa nha. A149 cho trên mạng A149. Tầng cho chị VV. A149 10K. 10K A149. Từ 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 tới 55 ký mắc vừa nha. 40 55 ký mắc vừa. A224. Cho cho em A224 29k A224. 29k A224. 45 này, 45 tới 55 ký mắc vừa một cân màu hồng. 45 tới 55 ký mắc vừa A04, cho cho em A04. A04 nha mọi người, 29k A04 cho em. 29k A04. 29K A04. Rồi 50 tới 55 ký mặc vừa. Gia Vương nãy giờ có lên số đâu mà đúng không? Gia Vương chốt hàng nãy giờ không lên số này. Pin em mấy phần trăm rồi? Bao nhiêu phần trăm này? Hả? Rồi sẽ cho chị nào 50-55 ký mặc vừa nhé. 50-55 ký mặc vừa. Rồi 149 cho Gia Vương, giờ mới thấy số giờ mới được đơn nha. 40 55 ký mặc vừa này chị này. Cái kỳ này. 40 55 ký mặc vừa. A255. 40 55 ký mặc vừa A255. 29k A255. 29k A255. Rồi áo lẻ cho em này, áo lẻ ren nha. Lên cho em áo 10k, áo 10k. 55 ký quay đầu mặc vừa áo 10k. Áo 10.000. Cho cho em áo 10k mà áo. Áo 10.000, rồi lên cho chị một con lụa này. 50 60 ký mặc vừa lên cho em lụa. Rồi 50 60 ký mặc vừa lụa cho em ạ. 29k lụa. 29.000 lên cho em lụa nha. Lụa 29. Lụa 29. Cho chị em ăn đủ 29.000 đủ. Lộ 29. 255 Việt Hồng. 255 Việt Hồng. Rồi, áo red này. Dành cho chị nào tầm 40-55 ký mặc vừa. 40-55 ký mặc vừa lộ thì lưu khách cũ. 40-55 ký mặc vừa A417, cho em là A417 đây. 40 55 ký mắc vừa A417 10k.
10K A417. Rồi 40 tới 55 kg mắc vừa. 10K A413. 10K A413. 10K A413. 10K A413. Rồi quần đùi này 40-55 kg mặc vừa. 40-55 kg mặc vừa nha. 10K A18. 10K A18. 40-55 kg mặc vừa. 10K A18. 10K A18. Rồi 40-50 kg mặc vừa. 10K A126. 10K A126 cho em. 10K A126. 10K A126. Rồi 40 này, 40 tới 52 kg mắc vừa. 40 tới 52 kg mắc vừa. A1, A416, A18 Huy Vũ. Rồi, lên cho em A416, cho em A416 này. A416 kèm số cho em 29K A416. A18 chứ. A18 Huy Vũ. A18. Rồi lên cho chị một con đen còn nguyên tang mạc cho em này. Lên cho chị đen nguyên tang mạc nha. Dành cho chị nào tầm 50-60 kg mặc vừa này. 50-60 kg mặc vừa nha. Trời ơi nãy giờ lên cái con đen mà có thấy chị chót gì đâu, chị vụ hàng mà kêu giờ em lên. Rồi 50-60 kg mặc vừa A423, chốt cho em A423. 50-60 kg mặc vừa A423, chốt cho em A423 này. A423. Nói chung dây giờ còn có ít à mọi người nha. Đây là nhanh tay hút này. Không được bữa sau, đợt sau mà về nữa là không có giá này nữa đâu các chị này. 40-55 kg mặc vừa. Bây giờ kêu em lựa em không có lựa đâu chị ơi. 40-55 kg mặc vừa. Nó nhiều cái lắm, nó ra nhiều cái em không có ngồi lựa được nha. Mỗi màu nó cũng khác nhau nha. 40-55 kg mặc vừa A13. 40-55 kg mặc vừa A13, 29K A13. 423 chị Việt Hồng. Rồi em còn A13. Rồi cái này của bé nè mọi người, cái này của bé nhá. Dành cho bé tầm 25 này. 20-25 kg mặc vừa. 20-25 kg mặc vừa, chốt cho em ạ. Bé còn nguyên tang mạc luôn, lên cho em ạ bé. A13 cho chị TPPH này. TPPH. Rồi, áo này, áo ren cho em nha mọi người. 50-56 kg mặc vừa, 50-56 kg mặc vừa. 50-56 kg mặc vừa, lên cho em ạ bộ này, chốt cho em ạ bộ. Mã bộ. Mã bộ này, 29K bộ. Bộ 29 mọi người. Bộ 29 nhá, mã bộ 29K bộ. Rồi. Cái này là quần đùi cho em ạ. 40-55 kg mặc vừa, quần đùi này, 40-55 kg mặc vừa. Chốt cho em ạ A69 10K A69 cho em. A69 10K A69. 10K A69. Đồng giá. À cái bé 10K, 10K chị ơi, cái bé 10K. Số 40 tới 52 kg mắc vừa. 10K A105. 10K A105 cho em ạ, 10K A105. 10K A105. 10K A105. Rồi lên cho các chị một con màu hồng này. 50-58 kg mắc vừa. 50-58 kg mắc vừa. 29K. 29K này. A412. Rồi ok chị Vi Trần. A412. 29K A412. 29K A412. 29K A412. A9K A412.
Rồi quần này còn nguyên tam mè cun trên này. Rồi 40 tới 55 ký mặc vừa, 40 55 ký mặc vừa. 412 trên đi Trần. 40 55 ký mặc vừa lên trên mã tem. Chốt trên mã tem mọi người 10k mã tem, 10k mã tem. Rồi áo ren trên này, 40 55 ký mặc vừa. 10k A130. 10k A130. Quần còn tem chị Phương Nguyên. A130, 10k A130. 10k A130. Rồi váy này. Chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 55 ký mặc vừa A134. 10k A134 này, 10k A134. 10k A134 nhé, 10k A134. Rồi cái quần ren này mọi người 130 cho chị Giao Vương. 130. 130 chị Giao Vương. Mã 1 là mã gì chị này? 134. 134 thế nào chị? 134 thế nào? 134 Thuy Vũ. Rồi 45 tới 55 ký mặc vừa, 45 55 ký mặc vừa. 10k A245. 10k A245. 10k A245. Năm mươi năm mươi lăm ký mặc vừa. 29k A106. 29k A106. 29k A106. 29k A106. Rồi bộ này 245 là cái nào chị? 245 này chứ chị. Che đi Trần. Rồi nguyên bộ này chốt che mạng bộ 55 kg, quay đầu mặc vừa. Chốt che mạng bộ 29. 29 ngàn lên che mạng bộ này. Bộ 29k. Bộ 29 nhá. Bộ 29 che mạng. Mã bộ. Rồi 40 tới 55 ký mặc vừa. 10k A213. 10k A213 nha mọi người, 10k A213. 40 55 ký mặc vừa, 10k A213. 10k A213. 146 cho chị Việt Hồng. 146 là cái nào chị ạ? À? Chị Việt Hồng, 146 là con nào? Rồi chị nào từ 40 này, từ 45 tới 55 ký mặc vừa. 45 tới 55 ký mặc vừa nhé. Rồi 29k mọi người này. 146 là uống cái con nào chị này? Lên trên 402. A402. Cho trên A402 này. 146 là cái con nào chị ơi? Rồi áo lẻ đen này. Xanh cho chị Việt Hồng. Xanh chị Việt Hồng. Rồi rồi ok. Rồi rồi em thấy rồi, xanh chị Việt Hồng. Bán con nào bán? Bán cho em. Cái nào? Bán cái gì? Rồi 40 55 ký mặc vừa. 40 55 ký mặc vừa. 402 trên đi Trần. Rồi lên cho em mã áo. Mã áo 10k áo. 402 cherry Trần. Rồi em còn mã áo 10k. Áo 10.000. Áo 10.000. Rồi xả 10.000 luôn. Dành cho chị nào 50 55 ký mặc vừa. 50 55 ký mặc vừa, 402 cherry Trần rồi. 40 50 52 ký, 50 55 ký mặc vừa. A14, 10k A14 cho em. Rồi 10k A14 này, 10k A14 nhá. 10k A14. 402 chị che đi Trần rồi. A14 nhá mọi người, cho xem là A14 ạ. Rồi con này có mút này mọi người, mút ren nhá. Rồi
còi mút ren trên này, 50 tới 55 ký mắc vừa, một con mút ren siêu đẹp, 50-55 ký mắc vừa nhé, 50-55 ký mắc vừa. Chị yêu nào lấy con này chốt cho em ạ. A 144 nhá mọi người, A 144 trên siêu đẹp luôn, A 144 29k A 144, 29k A 144, 29k A 144, 40 tới 55 ký mắc vừa nhé, 40 tới 55 ký mắc vừa, A 400 chốt cho em A 400, 40-55 ký mắc vừa, A 400, A 400 này, A 400 nhá mọi người, 29k A 400, 144, 144, cung hiền linh chốt đủ đơn cho em nhá chị này, A 400, 29k A 400, có người chốt đủ đơn cho em đơn 80k đổ lên em xin hàng nhá, A 400, chị cho chú đi nào, chú đi nào, từ chân từ đi đường lại, trời ơi. A 400 này, A 400 chị Việt Hồng, 144 em biết không? A 400 chị Việt Hồng. 50-55 ký mắc vừa nhé. A 400 chị Việt Hồng rồi. 40-55 ký mắc vừa nghe. Rồi 10.000 ha, A 11. 10k A 11. 10k A 11. 10k A 11. Rồi 40 này, 40 tới 52 ký mắc vừa, A 79. Cho cho em A 79 nhá, A 79. A 79 nhá. A 79 29k A 79. A 11 VV. Cung hiền linh sau này. Rồi dành cho chị nào 45-55 ký mắc vừa, 45 tới 55 ký mắc vừa nhé. Chị nào lấy comment A 257 29k A 257, A 257 29k A 79 cung hiền linh, cung hiền linh dán cho tủ đơn này. Chị một con áo nâu này, A 11 hết rồi không? A 11 hết rồi nha. Lên cho chị một con áo nâu xả 10k lên cho em ạ, nâu 50-55 ký mặc vừa, nâu 10k, nâu 10.000 mã nâu 10k. Rồi váy này mọi người này, 45-55 ký mặc vừa lên cho em ạ, váy 10k, 10k mặc váy, váy 10.000. Đây quần trắng, đây quần đùi trắng cho em ạ, 10k đây cho em ạ, đùi 40-53 ký mặc vừa, 10k mã đùi, 10k mã đùi, đùi 10.000. Rồi 10k lên cho em ạ, hồng 55 ký quay đầu mặc vừa, 10k mã hồng, 10k mã hồng, 10k mã hồng. Cho 45-55 ký mặc vừa, cho 45-55 ký mặc vừa nha. Chị gái nào lấy comment A 128. Rồi cho em A 128, cho em A 128. A 128. 50 tới 55 ký mắc vừa. Đùi 10k chị Phi Vũ, cái đây, cái xanh, cái trắng, cái trắng. Rồi lên cho em mã lên 10k lên, 50 55 ký mắc vừa, 10k lên. 10k lên. Cho chị 128 cung hiền linh, 128. Rồi rồi chị nào tầm 40-55 ký mắc vừa nhé, 40-55 ký mắc vừa 10.000 này, A 210 10k, 10k A 210 10k A 210 10k A 210 10k A 210. Cho 45 tới 55 ký mắc vừa, ren 10k Thuy Vũ. Ren là đây này.
40-55 ký mặc vừa, 40-55 ký mặc vừa nha. 29.000 cho em A406. 29k A406 cho em ạ. 29k A406 29.000. A406 29. A406 29. 128 chị Cung Hiền Linh rồi. 45 406 Cung Hiền Linh luôn. 40-55 ký mặc vừa. 40-55 ký mặc vừa nha. 40-55 ký mặc vừa. A239 cho xem A239 ạ. Lên cho em A239 này. A239. Trời, cái này size to này mọi người. 406 Cung Hiền Linh rồi nha. Rồi cái này size to này. 50-65 ký mắc vừa cho em nha. 50-65 ký mắc vừa. A94. 50-65 ký mắc vừa A94. 50-65 ký mắc vừa A94. A94. Rồi 45-55 ký mắc vừa. Cái này là vải lụa cho em, chốt cho em mặc lụa nha. 55 ký mắc vừa lên cho em mặc lụa. 55 ký mặc vừa lụa cho em. 55 ký mặc vừa lụa nhé. 55 ký mặc vừa lụa. Rồi cái này xinh này mọi người này, chốt cho em mặc xinh nhé. 55 ký quay đầu mặc vừa, chốt cho em mặc xinh. 40-55 ký mặc vừa xinh. Rồi 40-55 ký mặc vừa xinh. Xinh. Rồi cái áo định hình nha mọi người, chốt che mặt đen 10k đen. Lụa cherry trần A94 giao vuông. Lụa đây là cherry trần A94 giao vuông. A94 là cái phần nào? Giao vuông. Rồi con này lên cho em mã đen 10k, xả cho chị 10.000 thôi, 10.000. Áo định hình cho em 50 ký quay đầu mặc vừa nha. 50 ký mặc vừa, đen 10k BB. Đen 10k BB. Quần đùi này. Lên cho em ạ, đùi nhé mọi người, 55 ký quay đầu mặc vừa đùi 10.000. 10k đùi. Đùi 10k. Đùi 10k. 50-56 ký mặc vừa nha. 50-56 ký mặc vừa. 10k A57. 10k A57 nha mọi người. Đùi dung đùi 10k A57. 10k A57. 10k A57 ạ. 10k A57. Rồi con này dành cho chị nào A57 tung bùi luôn nhé. Rồi 45 tới 55 ký mắc vừa nhé. 55 ký mắc vừa A88. 55 ký quay là mặc vừa A88, cho em A88, 29k A88. A57 với lại đùi của chị Dung Bùi rồi chị Huy Vũ sau nhá. A57 với lại đùi. Lại đùi đây. Cho chị Dung Bùi. Như lại có cái đâu vậy. Rồi lên cho chị đen này. Áo khoác. Áo khoác hả? Rồi rồi cảm ơn bé Trích này. Rồi A57 hết nha. Áo khoác hả? Áo khoác không có rồi nhà đẹp ơi. Sao ở quê nắng à? Tưởng đâu ở quê lạnh. 50-60 ký mặc vừa nha. 50-60 ký mặc vừa A150. Chốt cho em A50. A150 10k. A150. Rồi 10k lên cho em áo đen. 10k áo đen cho em. 10k áo đen. 10k áo đen. 10k áo đen. Rồi
ký quay đầu mặc vừa nghe, 55 ký quay đầu mặc vừa. Chị em nào lấy 132, A132. A132 nha mọi người, A132. A132. Rồi lên cho chị một con màu hồng. 150 dung bùi. Lên cho em mã A68. 55 ký mặc vừa A68. 55 ký mặc vừa A68, áo đen dung bùi. A68 10k. A68 10.000. Rồi bộ đen này, bộ đen váy thêm. Cung hiến linh sau. 50-55 ký mặc vừa cho em. Khóc cỡ tầm 45-55 ký mặc vừa. Lên cho em mã bộ nha, 29.000 bộ cho em. Bộ 29k, bộ 29. Mã bộ nha, 29.000 bộ nè. Bộ 29. Bộ 29. Rồi bộ tiếp luôn ha. 45 tới 55 ký mặc vừa, 45 55 ký mặc vừa. Chị yêu nào lấy bộ này chốt cho em mã xám 29.000 luôn này. 29k lên cho em mã xám. 40 55 ký mặc vừa xám 29k. Xám 29 cho chị em mã xám. Xám 29.000. Rồi một con hoa còn tên mạc, bộ phi vũ. 40 tới 53 ký mặc vừa nha, lên cho em mã hoa. 29.000 cho chị em mã hoa. Hoa 29k, hoa 29. Hoa 29. Rồi đây cho chị một con áo peo. Còn nguyên tang mạc luôn nha. Trời ơi cái này xinh này. Mặc lên thử đi. Hoa cho chị. Bộ em hết rồi, bộ của chị Phi Vũ đây. Hoa VV này. Trời ơi mà nó xinh. Áo này còn nguyên tang mạc luôn cho em ạ. Để làm cái tặc xăng. Còn khẩu trang, còn chị ơi, còn nha. Còn khẩu trang này 50k, là mua thì bán một set là 50k mọi người nhá. Một set bao gồm một set là 50k mà trong một set là 50k và cái gì năm cái gì một set 10 cái, một set 50k, một set 10 cái mọi người. Chị nào lấy thì cứ inbox hoặc là khi nào mà nhân viên điện thì các chị cứ báo cho nhân viên là lấy thêm. Đây em đeo cho các chị luôn nè. Hôm nay với chị ăn trà đào đó. Hôm nay chị ăn ngày 8 tháng 3 các chị ơi, chống dịch nè. Đó. Đây, duy nhất một màu này thôi nha chị này. Duy nhất một màu này thôi, một set là bao gồm là 10 cái mà một set là bao gồm là gì quên. 15.000. Một set 50.000. Một set là 50.000 mà một set là bao gồm có 10 cái. Đó, một cái 5.000. Một cái là 5.000. Rồi beo cho chị beo chị VV này. Beo chị VV này. Beo chị VV. 50 tới 60 ký mặc vừa nhé. 50 60 ký mặc vừa. 10k này, lên cho em mã váy nhé. Váy 10.000. Chốt cho em mã váy 10k váy. Rồi quần đùi này. 50 tới 55 ký mặc vừa 10k nha. 10k này. A65 10k chốt cho em A65. 10k A65, 10k A65. 10k A65. 10k A65. Rồi dành cho chị nào tầm 50 tới 55 ký mặc vừa nha. 50 tới 55 ký mặc vừa A12, 29k A12. 29k A12, 29.000 A12. 29k A12. 29k A12. A12. A12 kèm điện thoại cho em là A12. Rồi lên cho chị một con đầm dây đen này. Rồi chị nào tầm 40 tới 53 ký mặc vừa cho em ạ, 40 55 ký mặc vừa cho em ạ đen. Chất liệu vải con này là lụa, lên cho em ạ đen. Đen nha mọi người ơi, đen. Rồi, chị nào từ 45 đến 45 tới 55 ký mặc vừa nha.
Chị yêu nào lấy bộ này chốt cho em ạ. Bộ này 29k bộ cho em. Bộ 29k, bộ 29 cho em ạ. Bộ 29.000 lên cho em ạ. Bộ này. Bộ 29 đen Thuy Vũ. Bộ 29k bộ. Bộ 29. Rồi lên cho chị chân váy này. Chốt cho em ạ váy nhé mọi người ha. 40-55kg mặc vừa 10.000 lên cho em ạ váy này. Váy 10k, váy 10k. Váy 10k. Rồi lên cho chị một con hồng. Rồi 40-55kg mặc vừa nha. 40-55kg mặc vừa này. Lên cho em ạ A211. 55kg mặc vừa A211 29k. 29k A211. 29k A211. 29k A211. Chấm bài lên đi nào mọi người. 29k A211. Rồi bộ quần dài nha mọi người, bộ quần dài. Cho che mã bộ dài này. 55kg quay đầu mặc vừa bộ dài 45-55kg mặc vừa. Bộ dài 29.000 luôn, 29k bộ dài. 29k bộ dài. Bộ dài 29. Bộ dài 29. Rồi, lên cho chị bộ dài nữa này. Rồi 55kg quay đầu luôn trên này, con này là màu nu. Cho chị mã bộ nu, bộ nu 29k bộ nu. 29k lên cho em mã bộ nu. Bộ nu 29.000 cho em bộ nu. Bộ nu 29 nhá. Bộ nu. Bộ nu 29. Rồi 45 này. Rồi cái này là áo nhá. 50-60kg mặc vừa lên cho em mặc áo 10k. 10k chốt cho em mặc áo. 50-60kg mặc vừa áo 10.000. Áo 10.000. 10.000 lên cho em mặc áo ạ. Áo 10k. Bộ nu cung hiền linh. Áo 10k. Áo 10.000. Rồi bộ đùi cho em nè mọi người này, bộ đùi này. Lên cho em ạ bộ đùi. 55kg quay đầu mặc vừa bộ đùi cho em ạ. 55kg quay đầu mặc vừa lên cho em ạ bộ đùi nha. Bộ đùi 29k bộ đùi. Bộ đùi 29 này, bộ đùi 29.000. Bộ đùi 29. Bộ đùi 29. Bộ đùi 29. Rồi 40-55kg mặc vừa này, 40-55kg mặc vừa A138. Chốt cho em A138 nhé mọi người, A138 này. 29k A138 cho em, A138 29.000. A138 29k. Rồi, bộ quần dài này mọi người này. Bộ quần dài như vậy nha. Dành cho chị nào tầm 50-57kg mặc vừa, bộ đen. Bộ đùi Thuy Vũ. Bộ đùi Thuy Vũ nhỉ. 50-57kg mặc vừa lên trên mã bộ đen, 29k bộ đen. Bộ đen nha mọi người, 29k bộ đen. 29.000 bộ đen. Rồi chị nào cỡ tầm từ 45. Vũ Hằng có được chưa? Rồi bộ đen cho chị Vũ Hằng. 40-55kg mặc vừa. 40-55kg mặc vừa. Chị yêu nào lấy bộ này comment thêm mã A209. A209 nha mọi người, A209 đấy. 29k A209. Vũ Hằng được đơn chưa? A209 29k. Hai cái à? Cái đó hai chục.
39 đấy, bao nhiêu nghìn ta? Đủ đơn rồi chị này, phụ hàng đủ đơn rồi. Phụ hàng đủ đơn rồi. Rồi lên cho chị bộ này này. Trời ơi chị Xuân Cước ơi, nãy giờ em trả lời chị bao nhiêu lần rồi, chị hỏi với 70 kg thì em mới bảo là bây giờ size to thì bây giờ còn ít. Chứ chẳng lẽ chị hỏi bao nhiêu lần em trả lời bấy nhiêu? Chị toàn hỏi câu thì em trả lời 1-2 lần là được rồi. Tại vì chị không nghe chứ đâu phải em không trả lời chị đâu. Em bảo là 70 kg thì bây giờ còn ít rồi. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40-55 kg mặc vừa. Rồi 209 Jerry Trần. 209 Jerry Trần. 40-55 kg mặc vừa nha. 40-55 kg mặc vừa. A246 cho em A246. 29k A246. 29k A246. 29k A246 bộ này nhá. 29k A246 ạ. 29k A246 này. 29k A246. Rồi quần tren này dành cho chị nào từ 45 tới 52 kg mặc vừa, lên cho em mã quần tren 10.000. 10k quần ren. 10k quần ren. Rồi con này các chị mặc lót ở trong cho em là mặc lót lông, lót trong. 40 tới 55 kg mặc vừa. Chị trên đi Trần cũng nhiều rồi nè. A427. 55 kg qua đầu A427. A427 em ở Đắk Lắk chị nha. Rồi 40 tới 50 kg mặc vừa, 10k nâu. 10k mã nâu. Mã nâu 10.000. Rồi 40 tới 55 kg mặc vừa 427VV. 55 kg mặc vừa, 55 kg quay đầu A130. 55 kg mặc vừa A130. A130, 55 kg quay đầu mặc vừa A130. Cho em A130. Rồi cái này là áo lẻ cho em à. 40 tới 55 kg mặc vừa. 10k A76. 10k A76 cho em 10k. 10k A76. 10k A76 ạ. Rồi chị nào có tầm từ 40 tới 55 kg mắc vừa. 10k này A58. 10k A58. 10k A58 cho em 10k A58. Rồi 40 tới 55 kg mắc vừa. 40-55 kg mắc vừa. Chào chị Trần Dung nha. 10k A248. 10k A248. Rồi con này mút dây cho em nè. 40 tới 55 kg mắc vừa nha. 40-55 kg mắc vừa. 40-55 kg mắc vừa 29.000 nha. A126. A58 Huy Vũ. Rồi đây cho em A126 này, chốt cho em A126 nhé. Rồi 29k A126. 29k A126. Rồi 40-55 kg mắc vừa. 40-55 kg mắc vừa, chị làm mấy con này chốt che mặt bộ này, chốt che mặt bộ nha, 29k bộ này. Bộ 29 che mặt bộ, 29k bộ này. Bộ 29 nha mọi người, chốt che mặt bộ này. Sẽ ép là chị có hàng khoai nhí á. Đây này, khoai nhí đây này. Rồi, lên che mặt bộ ạ, bộ 29, bộ 29 nhá. Mặt bộ 29k bộ. Rồi quần dài này xả các chị 10k. 50-55 kg mắc vừa 10k nha mọi người. 50-55 kg mắc vừa 10k. Chốt cho em A81. 10k A81 cho em này. 10k A81 nha. Rồi 126 dao vuông. 10k A81 này. 50-55 kg mắc vừa 10k A81. 10k A81 cho em ạ. 10k A81. Rồi lên cho chị một con váy xanh này.
Dành cho chị nào 50-55 ký mặc vừa. 50-55 ký mặc vừa A252 là 10k. 10k A252. Ờ, có áo dài vàng á, có sẽ em. A81 cherry trần. A81 cherry trần. 60 ký quay đầu mặc vừa cho em ạ, 60 ký mặc vừa. 60 ký quay đầu A82. 60 ký quay đầu A82. Chốt cho em ạ A82. A82 kèm số cho em ạ 29k A82. 29.000 A82. 29k A82. 29k A82. Rồi 50 tới 65 ký mặc vừa. 50 tới 65 ký mặc vừa. 50 65 ký mặc vừa. 50 65 ký mặc vừa. Chị yêu nào lấy comment cho em ạ A52. 29k A52. 29k A52 này. 29k A52. 29k A52. Sao để 29k A52. Rồi. Cái này là dạng quần đùi dài cho em này. 40 tới 55 ký mặc vừa, 40 55 ký mặc vừa. 40 55 ký mặc vừa nhé. Lên cho em mã A118, cho em mã A118 đấy, 29k A118. 29k A118 cho em ạ. 29k A118. 118 29.000 nha. Chấm mai lên đi nào mọi người. Rồi dành cho chị nào từ 40 55 ký mắc vừa này. 40 tới 55 ký mắc vừa nhé. 29k A139. 29k A139 cho em ạ, 29k A139 này. Chấm mã cho em này, 148 chị Giao Vương. 118 Giao Vương. Rồi lên cho em A139, 29k A139 này. 29k A139. Từ 40 tới 55 ký mắc vừa, 40 tới 55 ký mắc vừa. 10k A403, 10k A403. 10k A403 này. 10k A403 mọi người. 10k A403. Năm mươi tới sáu mươi ký mắc vừa nhé. 10k cho trên là A18. 10k A18, 50 tới 60 ký mắc vừa. 10k A18. 10k A18. Rồi, 50 tới 55 ký mắc vừa nha. 50 tới 55 ký mắc vừa. 29k A236. 29k A236 đấy, 29k A236. 29k A236. A18 cái này chứ. Phi vụ A18. 50-60 ký mắc vừa nha. A134. 50-60 ký mắc vừa A134. A134 29k A134. 29k A134 này. Rồi cái này là quần đùi trên này. 50-60 ký mặc vừa lên trên mặt đùi. 10k chốt trên mặt đùi. 10k mã đùi. Bốn mươi tới năm mươi lăm ký mắc vừa. 29k A127. 29k A127. 29k A127.
29K127 nhá. Rồi con này siêu xinh, chốt cho em mã xinh. 40-55 ký mặc vừa xinh. 127 ngọc lê dùng đơn. Rồi 55 ký quay là mặc vừa xinh. 55 ký mặc vừa xinh cho em ạ. 55 ký mặc vừa xinh nha. 55 ký mặc vừa. Chốt cho em mã xinh. 55 ký mặc vừa xinh. Tới 55 ký mặc vừa ren, 50-55 ký mặc vừa ren, 10k ren, 50 tới 60 ký mặc vừa lên cho em ạ, váy 10k váy, váy 10.000. Rồi 10k chốt cho em mặc áo này, dành cho chị nào 50-55 ký mặc vừa 10k mặc áo cho em. 10k mặc áo nha mọi người, 10k mặc áo ạ. 10k lên cho em mặc áo ạ. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 55 ký mặc vừa. 29k nha mọi người, A215. 29k A215. 29k A215. 29k A215. Đồ lên cho chị một con sọc này, 10k ha. 10k lên cho em ạ, sọc. Sọc 10k. 10k cho em ạ. Sọc, sọc 10.000. Sọc 10k. Rồi lên cho chị một con đen này. Dành cho chị nào từ 40 tới 55 ký mắc vừa. 40 tới 55 ký mắc vừa nhé. 40 55 ký mắc vừa. 40-55 ký mặc vừa A48, cho em A48 29k. 29k A48 này. 40-55 ký mặc vừa sọc cherry trần. 40-55 ký mặc vừa 10k A84. 10k cho em A84, 10k A84. 10k A84. Bộ đùi nha mọi người. Dành cho chị nào từ 45 tới 55 ký mặc vừa lên trên mạng bộ. 29k bộ này, bộ 29k. 40-55 ký mặc vừa bộ 29k cho em ạ, 29k bộ này. Bộ 29. Bộ 29. Bộ 29. Bộ 29. Bộ 29. Rồi cái này là áo này, áo có mút nha mọi người nhá. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 53 ký mặc vừa lên cho em mã A227, 10k A227 này. 10k A227 cho em ạ. 10k A227 nhá. Rồi 50-55 ký mặc vừa nhé. Chốt cho em ạ, còn tem. 50-55 ký mặc vừa còn tem. 227 cherry trần. Lên cho em ạ, còn tem. 29k còn tem. Còn tem 29.000 cho em ạ, còn tem. 29k còn tem. Rồi quần lẻ nè mọi người này, chốt cho em ạ, quần nha. 10k lên cho em ạ, quần. 40-53 ký mặc vừa. 10k mã quần này, 10k mã quần. 10k mã quần. Bốn mươi tới 55 ký mắc vừa này, 10k nhá, 10k này. Chị yêu nào lấy comment thêm A423, 10k A423. 10k A423. 10k A423. 10k A423.
Dành cho chị nào từ 40 tới 55 ký mặc vừa. 40 tới 55 ký mặc vừa nha. Rồi 29k. Chốt cho em A38. 29k A38. 29k A38. 29k A38. Rồi 40 tới 55 ký mặc vừa. 40 tới 55 ký mặc vừa nha. 10k này, đây cho em A425. 10k A425, 10k A425. Các chị không chốt mà em xuống like mọi người nha.